Seo Jin Jong là quản lý của một khách sạn cao cấp. Đồng thời hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 30 năm thành lập của khách sạn Seoul nên mọi người từ trên xuống dưới đều vô cùng bận rộn. Cả Jin Jong cũng không ngoại lệ khi cô bị quản lý khác thúc giục nhanh đến hiện trường đại hội tại tầng 5, trong khi đó nhà bếp cũng đang tất bật chuẩn bị các món ăn chiêu đãi quan khách. Nhưng khi mọi thứ gần như xong hết, một nhân viên đã vô tình làm đổ vỡ tất cả nên bọn họ buộc phải làm lại từ đầu trong khi chỉ còn một tiếng nữa buổi tiệc sẽ khai mạc. Bếp trưởng là một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm nên trong tình huống này ông mau chóng nghĩ ra hướng giải quyết và đổi món khai vị thành sashimi để rút ngắn thời gian chế biến. Chủ tịch có duy nhất một quý tử nên ông luôn mong muốn con trai sẽ kế thừa sự nghiệp của mình. Vì vậy đã cho anh đến khách sạn trải nghiệm từ vị trí nhân viên phục vụ, nhưng Jong Jae chỉ là một tên công tử ăn chơi phóng đãng nên hết lần này đến lần khác làm bố phiền lòng. Lúc này mọi thứ từ trang trí cho đến sắp xếp bàn tiệc đều đã xong hết nhưng thức ăn vẫn chưa được đưa lên nên Jin Jong vội vàng đi thúc giục phòng bếp. Bây giờ chỉ còn 15 phút nữa là khách sẽ vào phòng ăn nên không thể chậm trễ được nữa. Đồng thời chủ tịch Kim cùng con gái ông là Jun Hee cũng đến tham dự. Món ăn cũng đã chuẩn bị xong nên khán phòng bắt đầu đón khách. Chủ tịch bước lên đọc diễn văn quá trình xây dựng khách sạn này với toàn bộ tâm huyết của ông mới duy trì nó suốt 30 năm qua, nhưng chủ tịch Kim lại muốn thu mua Seoul bằng bất cứ giá nào. Ông hứa sẽ trả cho chủ tịch Choi thêm 5% và sắp xếp cho ông một chức vụ trong khách sạn nếu muốn. Tuy nhiên chủ tịch Choi đã lập tức từ chối lời đề nghị này. Trong lúc bố không chú ý, Jun Hee đã lén lút chạy ra ngoài, vì để lẩn tránh vệ sĩ cô đã chạy vào phòng thay đồ và gặp được Jong Jae con trai của chủ tịch Choi. Nhưng cô chỉ nghĩ anh là một nhân viên bình thường và yêu cầu Jong Jae lái xe hộ tống mình. Khi đến nơi anh ngỏ ý muốn làm quen với Jun Hee còn gặn hỏi tên của cô. Chúng ta gặp nhau coi như là có duyên, tôi tên là Choi Jong Jae còn cô, tôi không phải ai hết. Jun Hee cứ thế không đoái hoài gì đến anh mà ngang nhiên bước vào trong. Nhưng Jong Jae làm sao dễ dàng bỏ cuộc như thế. Anh muốn chinh phục cô tiểu thư kiêu kỳ này nên nhất quyết đợi Jun Hee ra ngoài. Cuối cùng đến tối cô cũng chịu ra khiến Jong Jae được một phen mừng hụt nhưng hóa ra chỉ là nhờ anh chở bạn mình về hộ. Phía này Jin Jong đã gửi tin nhắn thoại cho Han Tae Jun, một người đặc biệt với cô đồng thời từng là giám đốc khách sạn Seoul trước đây nhưng vì một sự cố mà anh đã từ chức sang Mỹ. Hiện tại Tae Jun đang sống cùng một cô cháu gái tên là Jenny. Nhưng khi anh trở về nhà không nhìn thấy cô đâu, chỉ phát hiện đồ đạc đã bị lục tung hết. Lúc kiểm tra tin nhắn lại nghe được giọng nói quen thuộc của Jin Jong. Nè Han Tae Jun, anh không thể gọi một cuộc điện thoại cho em sao? Anh thật là quá đáng khi bỏ em một mình trốn đi như vậy. Las Vegas vui vậy sao? Nghe xong anh lại nhớ về mối quan hệ đặc biệt trước kia của hai người. Hôm sau chủ tịch đi khảo sát công trường nhưng nó vẫn đang trong quá trình xây dựng trong khi thiếu nguồn vốn. Tuy nhiên ngân hàng lại không tiếp tục cho ông vay nữa nên chủ tịch muốn dùng khối tài sản 10 tỷ won của ông để thế chấp. Tình hình ngày càng tồi tệ khiến chủ tịch hối hận vì lúc trước không giữ Tae Jun ở lại. Khi đó chủ tịch Kim một lần nữa tới tìm ông để thương lượng mua lại khách sạn. Vấn đề mà tôi nói với anh hôm đó anh suy nghĩ thế nào rồi? Tôi chỉ xem nó là câu nói đùa mà thôi. Tôi không hề lấy chuyện làm ăn ra để nói đùa. Vậy thì tôi trả lời chắc chắn với anh rằng Seoul sẽ không bán cho ai hết. Chủ tịch Kim nghe như vậy liền lấy chuyện chủ tịch Choi đang thiếu vốn để uy hiếp ông. Lợi dụng việc không có bất cứ ngân hàng nào cho Seoul vay vốn khiến ông phải đồng ý bán lại khách sạn. Hai người không ngừng tranh cãi khiến chủ tịch Choi lên cơn đau tim. Tối đó ông xem lại bài thuyết trình phát triển khách sạn năm xưa của Tae Jun mà không khỏi tiếc nuối tài năng của anh. Trước khi rời xa trần thế, ông đã bổ nhiệm anh lên làm tổng giám đốc để cứu vãn tình thế trước mắt của khách sạn. Chủ tịch Choi đột ngột qua đời khiến chủ tịch Kim cảm thấy ông trời như đang giúp mình, vì vậy đã nhanh chóng cho người thôn tính khách sạn Seoul. Đồng thời tổng giám đốc đương nhiệm cũng về phe ông nên đã đệ đơn từ chức với phu nhân vì hiện tại bà là người nắm quyền lớn nhất. Nhưng lại không có kinh nghiệm về chuyện kinh doanh khách sạn khiến các cổ đông không yên tâm liên tục ép phu nhân bán Seoul. Tuy nhiên nơi này lại là tâm huyết cả đời của chồng bà nên phu nhân sẽ không dễ dàng để nó rơi vào tay người khác. Bà gọi Jin Jong đến nhờ cô sang Mỹ mời Tae Jun trở lại bởi vì anh là người có thể biến Seoul trở lại thời hoàng kim vốn có của nó. Đồng thời chủ tịch Kim cũng muốn tìm một nhân tài giúp ông nhanh chóng thâu tóm khách sạn, vì vậy đã tìm đến một chuyên gia M&A từ ngoại quốc. Đó là nam chính tên Shin Dong Hyuk. Anh là người giúp các doanh nghiệp giành quyền kiểm soát các doanh nghiệp khác thông qua hình thức sát nhập và mua lại. Không những vậy còn có xuất thân từ Đại học Harvard danh giá. Bất luận là vụ thu mua khách sạn khó khăn cỡ nào, anh cũng có cách khiến đối phương đồng ý ký tên vào giấy chuyển nhượng. Sau khi hoàn thành phi vụ chốt lọt bằng cách gài bẫy đối phương, Hy Úc quay trở về khách sạn nơi mà nữ chính Jin Jong cũng đang ở đây. Hôm sau cô đến trường đại học tìm Tae Jun nhưng anh đã không còn học ở đây nữa. Đến cả khách sạn trước kia Tae Jun từng quản lý cũng không thể giữ anh lại về vấn đề di trú. Jin Jong dường như mất hết mọi liên lạc với anh, không biết phải làm cách nào tìm được một người giữa thành phố Las Vegas rộng lớn. Tối hôm đó Hy Úc đến dùng bữa tại một nhà hàng nơi bầu không khí ồn ào bởi các gia đình tụ tập ăn uống. Nhìn thấy anh đến giờ vẫn cô đơn, cấp dưới liền khuyên Hy Úc hãy tìm một cô gái để kết hôn, nhưng anh nói mình chỉ thích tiền chứ không có hứng thú với phụ nữ. Lời vừa dứt, Hy Úc đã nghe Jin Jong lớn tiếng phàn nàn với phục vụ vì không chú ý đến cô. Cây dao cùn như vậy làm sao có thể cắt thịt được? Miếng bít tết này dai như vậy làm sao tôi nhai được, ngay cả rau cũng đã héo rồi.
Trên cái ly này cũng có một làn nước, chỉ cần đụng nhẹ thôi nó sẽ vỡ nát, làm sao các anh có thể đem ra cho khách dùng được. Jin Yong nổi giận liên tục phàn nàn chất lượng phục vụ của nhà hàng khiến Hee Uk cảm thấy cô thật thú vị và thành công thu hút sự chú ý của anh. Không những vậy, cô còn trả tiền tip cho nhà hàng bằng một đồng xu lẻ, còn thẳng thừng vứt chiếc khăn bị bẩn vào thùng rác. Trên đường về, cấp dưới đề nghị Hee Uk nhận vụ thu mua khách sạn của chủ tịch Kim, nhưng anh sẽ nhận nó với một điều kiện. Đó là chi phí điều tra phải trả trước, đồng thời sau khi hoàn thành phải cho anh 18% cổ phần công ty. Tối hôm đó, Jin Yong vô tình gặp được Tae Jun trước khách sạn. Cũng đã được 3 năm kể từ lúc anh rời Hàn Quốc nên hai người liên tục hỏi thăm về tình hình của đối phương. Tae Jun nhìn vào tay Jin Yong mới biết hóa ra cô chưa kết hôn. Cô liền rụt tay lại nên anh đã chuyển chủ đề. Mọi người ở khách sạn vẫn khỏe chứ? Chủ tịch thế nào rồi? Ông ấy qua đời vì bệnh tim rồi. Tae Jun nghe xong vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nghe Jin Yong kể tình hình khách sạn ngày càng tệ, anh liền biết cô đến đây vì muốn mình quay về. Tae Jun lập tức bỏ đi, còn nói rằng mình không muốn dính dáng gì đến khách sạn đó nữa. Không dễ dàng gì anh mới thích ứng với cuộc sống nơi này nên sẽ không bao giờ quay về nữa. Jin Yong liên tục đuổi theo thuyết phục nhưng anh vẫn bỏ chạy để né tránh. Dù thế, cô vẫn theo đến tận nơi Tae Jun đang làm và chứng kiến anh chỉ là một nhân viên phụ bếp chứ không hề sống tốt như lời Tae Jun đã nói. Sự cố của 3 năm trước vẫn luôn là nút thắt trong lòng anh. Khi đó có một vị khách phàn nàn khi nhân viên làm đổ cà phê lên áo bà. Tae Jun liền đứng ra chịu trách nhiệm và bảo nhân viên ra ngoài. Vì muốn quyến rũ anh, người phụ nữ đã nhờ Tae Jun kéo khóa giúp mình, còn liên tục làm những hành động muốn ve vãn anh. Đúng lúc bị chồng phát hiện, bà ta liền đổ tất cả tội lỗi lên đầu Tae Jun. Bởi vì người chồng là một nghị viên quyền lực nên anh buộc phải thôi việc tại khách sạn. Trên đường đi vô tình phát hiện Jenny đang bị một đám lưu manh quấy rối nên Tae Jun đã cứu cô. Anh hiện đang là người giám hộ của Jenny vì cô là con gái nuôi của người thầy giáo có ơn với anh. Vì vậy lúc ông qua đời đã gửi gắm con gái cho anh, nhưng Jenny cứ liên tục sa ngã vào các tệ nạn xã hội khiến anh cũng phải bất lực. Có thể vì lý do này mà Tae Jun không thể đi, khiến Jin Yong cho rằng anh chỉ là một kẻ hèn nhát. Bên này, Hee Uk phân tích vụ thu mua khách sạn Seoul. Trước mắt phu nhân chủ tịch nắm 29%, Jong Jae có 11%, ngoài ra 15% đến từ những người ngoại quốc, còn lại các cổ đông khác khoảng 5%. Anh cảm thấy đây chỉ là một phi vụ nhỏ nên không muốn phí công phải sang tận Hàn Quốc. Sáng hôm sau, Jin Yong đến nhà tìm Tae Jun thì lại nhìn thấy Jenny ra mở cửa, khiến cô hiểu lầm hai người là tình nhân liền tức giận bỏ đi. Tae Jun vội vàng đuổi theo giải thích nhưng cô không nghe. Là vì em không tìm hiểu rõ nên mới tưởng anh vì chuyện 3 năm trước mà đau lòng. Được rồi, em sẽ chúc phúc cho anh. Anh cứ ở đây mà rửa chén sống qua ngày đi. Tae Jun nghe như vậy mới biết Jin Yong đã theo dõi mình. Cả chuyện anh bị khách sạn kia sa thải cô cũng biết. Cô không hiểu tại sao anh cứ tiếp tục sống như vậy khi mọi giấc mơ đều bị phá vỡ. Anh liền nói sống trong giấc mơ không thể thực hiện chi bằng kiếm sống bằng rửa chén vẫn hạnh phúc hơn. Từ khi xảy ra chuyện đó không khách sạn nào chịu thuê tôi cả. Từ khi bước ra khỏi khách sạn cuối cùng bị từ chối, tôi đã thề với trời từ nay về sau sẽ không làm cho khách sạn nữa. Bởi vậy anh đã rời khỏi em đúng không? Em là một người dễ dàng bị anh rời bỏ như vậy sao? Jin Yong đau lòng hỏi Tae Jun nhưng anh chỉ ấp úng không thể trả lời, càng làm cô thất vọng tột cùng. Dù vậy cô vẫn để lại hồ sơ của chủ tịch mong anh đổi ý trước khi ngày mai mình quay về. Lúc Jin Yong quay lại khách sạn, Hee Uk mới phát hiện cô ở cùng một tầng với mình. Vì vậy đã cho cấp dưới thăm dò số phòng, còn tận tình gọi người mang quà đến tặng cho cô. Đó là một chiếc khăn lụa giống cái Jin Yong đã vứt hôm trước. Bên dưới còn có tấm thiệp ký tên danh làm cô hết sức tò mò người đã tặng nó cho mình. Tối hôm đó bọn xã hội đen đến nhà bắt Jenny đi vì cô thiếu nợ chúng. Chỉ cần trả 3.000 đô họ sẽ để cô bé được yên, bằng không sẽ khiến Jenny mãi chôn thay dưới sa mạc. Nhưng hiện tại Tae Jun không có tiền nên đã xin chúng một tiếng đồng hồ để tới tìm Jin Yong. Cô đồng ý cho anh mượn nó với điều kiện Tae Jun phải quay về. Anh không do dự gì lập tức đồng ý để cứu được Jenny. Khi cả hai quay về đã nhìn thấy cô ngồi co ro trên ghế với chi chít vết thương, đồng thời bọn xã hội đen nói sáng mai sẽ quay lại. Thế nên họ quyết định trốn sang Los Angeles trước khi bọn chúng tìm đến. Jin Yong đã hỏi có phải Tae Jun đã tặng quà cho cô hay không nhưng anh lập tức phủ nhận. Hơn nữa Tae Jun không muốn về Hàn nữa mà sẽ trả lại số tiền kia cho cô. Jin Yong kích động hỏi như vậy những người đang ngóng trông anh quay về cứu vãn khách sạn phải làm sao đây. Nhưng dù cô có nói thế nào anh cũng nhất quyết không quay về, thế là cả hai lớn tiếng cãi nhau. Cuối cùng cô nổi giận đòi xuống xe ngay giữa hoang mạc, chỉ là lời nói lúc nóng nảy nhất thời nhưng không ngờ anh lại cho Jin Yong xuống xe thật, còn thô lỗ vứt hành lý ra ngoài. Jenny biết họ chỉ giận dỗi nhất thời thôi nên bảo chú mau quay lại đón cô. Nhưng anh chưa kịp đến, Jin Yong đã xin đi nhờ một chiếc xe khác, trùng hợp đó lại là xe của Hee Uk. Cô ngại ngùng giải thích lý do tại sao mình lại bị bỏ rơi giữa hoang mạc nhưng anh tỏ thái độ rất thờ ơ, chỉ có mỗi mình cấp dưới đáp lời cô. Giây tiếp theo Hee Uk đã ngắt ngang câu chuyện để bàn về công việc, chợt cô nghe được họ nói tiếng Anh và tiếng Hàn nên mừng rỡ nhận đồng hương. Đúng lúc Jin Yong nhìn thấy xe của Tae Jun quay lại tìm mình nhưng không thấy cô, họ vẫn tiếp tục đến tìm người quen. Jenny đột nhiên khẩn cầu chú đưa mình quay về Hàn bố mẹ ruột vì cô rất nhớ thương họ. Cô bé vừa khóc thút thít vừa nói nếu như con còn làm bậy chú cứ việc đuổi con đi.
Bây giờ con chỉ mong được sống như những đứa trẻ bình thường thôi, con cầu xin chú. Tae Jun mềm lòng liền ôm lấy Jennie vỗ về. Cùng lúc đó Jin Jong đang dùng bữa cùng Hee Uk. Anh hỏi thăm về công việc của cô và được biết đối phương đang làm ở khách sạn Seoul. Vừa nghe đến tên khách sạn này, anh đã trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi cô có vừa ý với món quà hay không. Đến lúc này Jin Jong mới nhận ra Hee Uk là người đã tặng quà cho mình thì vô cùng ngỡ ngàng. Nhưng anh chỉ đáp lại sự ngạc nhiên của cô bằng một nụ cười dịu dàng. Lúc Jin Jong quay về khách sạn mới phát hiện Tae Jun và Jennie đang đợi mình thì vui vẻ đến gọi họ dậy. Tae Jun đã quyết định sẽ quay lại Hàn Quốc để tiếp quản khách sạn Seoul nên hai người đã làm lành với nhau. Anh liền khen cô là một người can đảm. Em biết nên mới thích một người như anh, bỏ lại mọi thứ để đến đây tìm anh. Tôi có lỗi với cô rất nhiều việc, anh không cần hối hận vì chúng ta là bạn mà. Tuy Jin Jong nói câu này nhưng trong lòng cô rất khó chịu, giống như phải từ bỏ tình cảm mình dành cho Tae Jun vậy. Nhưng vì để cả hai không khó xử khi đối diện nhau, cô chỉ có thể làm bạn với anh thôi. Mặt khác, Hee Uk đã nhận lời xử lý vụ thu mua khách sạn chỉ vì nó liên quan đến Jin Jong. Không lâu sau họ đã cùng nhau quay về Hàn Quốc. Để giải quyết chuyện nhà ở của Jennie, Tae Jun đã xin cho cô ở nhờ nhà Jin Jong. Người đầu tiên anh muốn gặp lại khi quay về chính là bếp trưởng, vì trước kia ngoài chủ tịch ra anh rất thân với ông ấy. Nhưng một người đã mất rồi nên Tae Jun rất trân trọng ông. Sau đó anh đến gặp phu nhân khiến bà hết sức vui mừng, ngay lập tức tổ chức cuộc họp giới thiệu tổng giám đốc mới. Nhưng vụ việc năm xưa vẫn để lại một vết nhơ lớn trong cuộc đời anh. Giám đốc Ngô và các tổ trưởng khác không đồng ý để Tae Jun quay lại vì danh tiếng của khách sạn. Để phản đối ý định của phu nhân, giám đốc Ngô cùng những người khác dự định sẽ từ chức nếu bà còn cố chấp giữ anh lại. Liên tục bị chỉ trích trong cuộc họp làm Tae Jun rất ưu phiền, anh băn khoăn liệu mình quyết định trở về có đúng hay không. Hôm nay là ngày sinh nhật của Jun Hee nên dù rất bận rộn, chủ tịch vẫn dành thời gian buổi tối để đi ăn cùng cô. Nhận ra bố vẫn nhớ sinh nhật mình, cô vô cùng phấn khích sửa soạn để gặp ông. Đồng thời chủ tịch Kim đã họp mặt cùng Hee Uk và trợ lý Leo. Anh muốn sắp xếp ở khách sạn Seoul để tiện làm việc. Mặt khác, Hee Uk muốn biết tại sao chủ tịch lại tìm mình thay vì một công ty địa ốc. Nếu đơn giản chỉ là việc mua đi bán lại một khách sạn, anh đã không vượt Thái Bình Dương đến tận đây. Sau khi cả hai làm rõ mục đích với nhau, chủ tịch cảm thấy mình với anh thật hợp nhau, nhưng vì mãi nói chuyện ông đã quên mất cuộc hẹn với Jun Hee. Dù cô gọi thế nào bố cũng không thèm nhấc máy. Cuối cùng Jun Hee lại gọi cho người bạn Un Ju để bọn họ ăn sinh nhật cùng nhau. Jong Jae bám theo bọn họ mới phát hiện hôm nay là sinh nhật, cô liền chộp lấy bó hoa của bạn mình tặng cho người đẹp. Tối hôm đó Jin Jong đến phòng tìm Tae Jun, nhìn thấy anh vẫn luôn ngồi trầm ngâm trên ghế. Đèn trong phòng cũng không hề bật, nãy giờ anh ở đây không làm việc sao? Có thể tôi suy nghĩ quá đơn giản rồi, thật ra trở về đây cũng không dễ dàng khi mọi người vẫn chưa quên chuyện xưa nên không tha thứ cho tôi. Tôi nghĩ mình cần suy nghĩ lại, không phải lúc trước em mới tới đây làm việc. Cái gì cũng không biết, anh đã nói quan hệ giữa người với người là phải nhờ vào thái độ của chính mình mới quyết định được sao? Đối đãi với người khác giống như một người chủ thì họ cũng sẽ đối xử với mình như vậy. Còn nếu dùng thái độ như người làm thì họ sẽ sai bảo mình, nếu anh cư xử như một người phạm tội thì họ sẽ coi anh như tội nhân mà thôi. Đúng lúc này bộ đàm gọi đến báo có một vị khách lên cơn đau tim ngất xỉu nên Jin Jong và Tae Jun đã vội vàng tới đó. Anh nhanh chóng lao vào cấp cứu cho người đàn ông, nếu không vị khách sẽ nguy hiểm tới tính mạng trước khi xe cấp cứu kịp đến. Tae Jun đã nỗ lực rất nhiều và thành công cứu được người đàn ông trước sự tán dương của mọi người. Sau đó liên tiếp những vấn đề trong khách sạn xảy ra, từ việc hỏng hệ thống điều hòa cho đến lạc mất đồ của khách. Tae Jun đích thân đến đó kiểm tra, còn nhiệm vụ xin lỗi khách hàng và bồi thường cho họ sẽ giao cho Jin Jong xử lý. Cùng lúc đó Jong Jae đưa Jun Hee cùng những người khác tới khách sạn nhà anh chơi. Tiếp đó Hee Uk cũng có mặt tại đây, anh còn nhờ phục vụ đưa một tờ ghi chú cho Jin Jong. Bên này Jong Jae và mọi người một lần nữa mở tiệc chúc mừng sinh nhật cho Jun Hee, khiến cô rất vui vẻ vì chí ít còn có người đón sinh nhật với mình. Sau đó họ cùng nhau ra ban công ngắm sao, hỏi thăm về sở thích của đối phương. Trong khi Jun Hee thích những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng thì Jong Jae lại trái ngược khi anh thích những bộ phim hành động. Nhưng hai người lại có một điểm chung khác là đều mất đi một người thân. Khi mọi người không chú ý, hai tên bạn của Jong Jae lại âm mưu bỏ thuốc hai cô gái. Lúc này Jin Jong đến xin lỗi vị khách và hứa sẽ bồi thường mọi chi phí cho bà. Trong khi đó Jun Hee và Ju Eun đã bị say thuốc. Một người đã nằm gục ra, còn Jun Hee chỉ bị chóng mặt mà thôi. Cô muốn đi về nên Jong Jae đã bảo Jun Hee đợi mình một lát. Trong lúc không có mặt Jong Jae, hai tên kia đã bắt đầu ra tay với các cô gái. Hắn đã đẩy Jun Hee vào căn phòng, khóa chặt cửa lại và giở trò với cô. Đúng lúc đó Tae Jun nhận được khiếu nại có người mở nhạc ồn ào trong khách sạn, đã chạy đến đó và cứu được cô cùng Ju Eun. Anh lập tức đưa Jun Hee đi, nhưng cô muốn giữ bí mật chuyện này, tuyệt đối không thể để nó lọt ra ngoài. Vì vậy Tae Jun đã đưa cô sang phòng anh. Đồng thời Jin Jong nhìn thấy lời nhắn của Hee Uk nên đã gọi cho phục vụ ở quầy bar tìm anh, nhưng vừa đúng lúc Hee Uk vừa rời khỏi đó, vì vậy cô đã trực tiếp đến phòng anh. Jin Jong đang tập tành hoan nghênh sao cho tự nhiên thì đột nhiên nghe giọng Hee Uk vọng lại từ đằng sau. Anh bảo rất vui mừng khi được gặp lại cô và hai người đã bắt tay nhau. Bên này Tae Jun đến hỏi tội Jong Jae vì tự ý dẫn bạn bè về gây rối trong khách sạn. Dù tên nhóc này tức giận vì anh xen vào chuyện của mình nhưng vẫn bị Tae Jun cảnh cáo.
Nếu anh còn làm tổng giám đốc ở đây thì em mãi chỉ là một nhân viên phục vụ mà thôi. Đồng thời, Hee Uk đã lệnh cho cấp dưới điều tra thân phận tổng giám đốc hiện tại của khách sạn Seoul. Sáng hôm sau, Jin Jong bị đánh thức bởi tiếng hút bụi ồn ào của Jenny. Trong lúc cô đi đánh răng thì bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Nhận ra cô bé có tài nấu ăn, Jin Jong dự định sẽ sắp xếp cho cô vào phòng bếp làm việc. Tiếp theo, cô mang bữa sáng đến phòng Tae Jun thì lại nhìn thấy người ở bên trong là Jun Hee. Nhưng cô ấy cũng không nhớ tại sao mình lại ở đây, khiến cô tức giận đi tìm anh hỏi cho ra lẽ. Cô gái ngủ trên giường anh là ai? Chuyện đó không có gì đâu. Thực ra anh đang nghĩ gì đây, sau khi xảy ra chuyện còn đi tìm phụ nữ khác? Đó là bất đắc dĩ mà thôi. Jin Jong làm ầm lên vì sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của Tae Jun, nhưng anh không muốn nghe cô cảm giảm đã bỏ đi. Nhưng lúc anh dặn phục vụ hôm qua giữ bí mật vô tình lại bị giám đốc Ngô nghe được. Sau đó anh mang một bộ quần áo khác tới cho Jun Hee thay ra. Sở dĩ đêm qua đưa cô về đây vì sợ ở phòng khách bị nhân viên phát hiện sẽ phiền phức cho Jun Hee. Cô cũng coi như chỉ là sự cố do mọi người uống say nên không muốn báo cảnh sát. Tuy nhiên khi Jun Hee bước ra từ phòng tổng giám đốc lại bị giám đốc Ngô và quản lý Lee nhìn thấy. Jong Jae cảm thấy áy náy đã gọi cho Jun Hee xin lỗi cô, nhưng cô làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy được, càng không muốn từ giờ nhìn thấy mặt anh nữa. Bên này, Jin Jong xin bếp trưởng cho Jenny vào làm việc, nhưng ông nói nhà bếp giống như trại lính vậy, không thể dễ dàng cho con gái vào được. Đúng lúc đó lại có khách khiếu nại bị mất đồ nên Jin Jong đã chạy tới đó. Bà ấy bảo mình bị mất đồng hồ và chiếc nhẫn sau khi nhân viên tới đây dọn dẹp nên nghi ngờ bọn họ đã trộm nó. Vì vậy cô đã hứa sẽ giúp bà tìm để thanh minh cho nhân viên của mình. Nhưng dù cho đã tìm mọi ngóc ngách cũng không hề nhìn thấy hai thứ kia đâu, làm cô vô cùng đau đầu. Jin Jong lập tức đi tìm quản lý Lee vì chuyện này nằm trong phạm vi công việc của cô, nhưng lúc nào xảy ra phiền phức tiền bối cũng né tránh cả. Quản lý Lee cho rằng Jin Jong không tôn trọng mình nên hai người đã to tiếng cãi nhau, thậm chí còn động tay động chân. Sau đó cô bực bội rời khỏi nhà kho với cái chân đi cà nhắc, vô tình lại gặp được Tae Jun nên anh đã giải thích cô gái kia chỉ là bạn của Jong Jae mà thôi. Nhưng Jin Jong vốn không muốn quan tâm tới chuyện đó nữa liền vội vàng bỏ đi. Không lâu sau, Hee Uk lại gọi Jin Jong đến phòng mình vì muốn dùng bữa cùng cô. Tuy nhiên khách sạn lại có quy định nhân viên không được ăn với khách nên Jin Jong đã từ chối. Hee Uk vẫn không bỏ cuộc liền đề nghị ra ngoài ăn quán quen của cô. Nhưng không ngờ cô gái này lại đưa một người như anh đến quán ăn bình dân. Không những vậy còn hướng dẫn Hee Uk ăn mì sao cho ngon nhất, khiến anh bật cười với sự thú vị của cô. Trên đường về, anh hỏi cô có phải làm khách sạn rất mệt hay không vì mỗi ngày đối diện với biết bao nhiêu khách. Thậm chí tiền phòng một ngày của họ còn nhiều hơn một tháng tiền lương của cô, nhưng Jin Jong không hề cảm thấy phiền chút nào mà coi nó là sự chuyên nghiệp trong công việc. Cô không cảm thấy như vậy quá bất công hay sao? Không đâu, bởi vì mỗi người đều có cuộc sống của riêng họ và tôi cũng vậy. Huống hồ dù họ có bao nhiêu tiền cũng không có được cảm giác vui vẻ giống như tôi. Đối diện với câu trả lời này, Hee Uk chỉ biết mỉm cười với sự vô tư yêu đời của cô. Buổi tối anh lại hỏi trợ lý rốt cuộc cảm giác vui vẻ hạnh phúc là thế nào. Ông liền nói là phụ nữ đẹp, tiền tài và công danh cùng những thứ xa hoa hưởng lạc trên đời. Nghe xong, Hee Uk chỉ biết trầm ngâm vì anh không hề thiếu những thứ này nhưng chưa từng cảm thấy vui vẻ. Hôm sau, Jin Jong đến nhà kho cùng quản lý Lee kiếm chiếc nhẫn và đồng hồ, còn đưa cho cô ấy trứng gà lăn vết thương. Cùng lúc đó, Jun Hee đến cửa hàng đồ hiệu mua hết những món đồ đắt tiền nhất trong cửa hàng thay cho quà sinh nhật của bố. Cô nhờ nhân viên nói với ông mình nhận được nhiều quà như vậy cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng Jun Hee lại tủi thân rơi nước mắt vì ông quá bận rộn chưa bao giờ quan tâm đến cô. Tiếp theo, Jun Hee cùng bố tiếp đón Hee Uk. Cô không ngờ anh lại là người từng va phải mình ở khách sạn, còn phát hiện cô sử dụng thuốc ngủ. Nhân lúc bố ra ngoài nghe điện thoại, cô đã xin anh đừng nói cho ông biết. Hee Uk thản nhiên bảo Jun Hee đừng lo lắng vì anh không rảnh rang xía mũi vào chuyện người khác. Lúc này quản lý Lee đã nói cô nhìn thấy một người con gái bước ra từ phòng Tae Jun nên Jin Jong lập tức giải thích đó chỉ là bạn của Jong Jae thôi, còn dặn cô không được nói cho ai biết. Sun Jong lại hỏi về quan hệ giữa họ nhưng bây giờ Jin Jong với anh chỉ coi nhau như bạn bè thôi. Vài phút sau, quản lý Lee đã tìm ra chiếc nhẫn và đồng hồ bị thất lạc khiến cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Đồng thời, giám đốc Ngô và một cổ đông khác đang lên kế hoạch hạ bệ tổng giám đốc vì chín mắt anh nhìn thấy Tae Jun dẫn một người phụ nữ lạ mặt về phòng. Ngay sau đó, giám đốc Ngô trích xuất camera để lấy bằng chứng vì ngày mai có cuộc họp bỏ phiếu bổ nhiệm vị trí của Tae Jun. Nhưng tổ trưởng Kim, người quản lý ghi hình, đã báo lại cho anh biết, còn đưa cho cuộn băng ghi hình ở nhà hàng. Mặt khác, anh biết được chín giám đốc Ngô đã đưa chìa khóa phòng VIP cho Jong Jae mà không làm thủ tục check-in, hơn nữa còn để xảy ra một vụ cưỡng bức. Nếu như vậy, trong cuộc họp ngày mai giám đốc Ngô vẫn muốn tố cáo Tae Jun thì anh buộc phải nói chín giám đốc Ngô đã làm sai quy định khách sạn trước. Đồng thời, cuộn băng kia có quay lại cảnh giám đốc Ngô lén lút quan hệ bất chính với một nữ nhân viên nên nếu hắn sợ lộ ra sẽ không dám uy hiếp anh nữa. Hôm đó, cục trưởng biên tập của tờ báo Đệ Nhất hẹn gặp Tae Jun. Ông Chín là vị khách bị bệnh tim được anh cứu mạng lúc đó nên đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ gọi là đền ơn. Thế là tờ báo khen ngợi tổng giám đốc khách sạn Seoul cứu mạng khách nhanh chóng được tung ra, khiến danh tiếng và vị trí của anh khó mà lung lay. Đồng thời, giám đốc Ngô cũng không dám tố cáo Tae Jun vì sợ vụ bê bối của mình sẽ lộ ra. Lúc này, cuộc họp bỏ phiếu đã bắt đầu diễn ra nên Tae Jun vô cùng hồi hộp.
Duyên Dong liền chạy đến bên anh vỗ vào vai Tae Jun nói rằng anh yên tâm đi, chỉ cần có em ở đây mọi chuyện đều thuận lợi. Ngay sau đó cuộc họp đã kết thúc và chính thức bổ nhiệm Tae Jun lên vị trí tổng giám đốc. Chuyện này có thể ngán chân Hee-wook thâu tóm khách sạn nên anh đã lên một kế hoạch khác, đồng thời điều tra giấy nợ của Seul. Khi đó có một khách hàng bận tham dự cuộc họp nên đã giao con gái So-jin cho Jin Dong chăm sóc. Lúc họ đến thang máy gặp được Hee-wook nên anh đã mời cô chiều nay cùng mình đi tham quan thành phố. Dù cô đã từ chối vì có hẹn lúc 8 giờ nhưng anh vẫn kiên quyết muốn cô đi. So-jin nhận ra ánh mắt Hee-wook nhìn Jin Dong có chứa tình ý liền bảo rằng anh ta thích chị. Sao em lại biết? Trực giác của con gái. Lúc này chủ tịch Kim đã âm thầm thuê vệ sĩ theo dõi Jun-hee mà không hề cho cô biết. Còn Jong-jae lại đến xin lỗi Jun-hee vì chuyện hôm đó nhưng cô nói không muốn nhìn thấy anh nữa vì mỗi lần như thế sẽ nhớ đến vụ việc kia. Để tỏ lòng ăn năn, anh đã quỳ gối xin lỗi Jun-hee, nếu em không tha thứ anh tuyệt đối sẽ không đứng dậy đâu. Vệ sĩ nhìn thấy lập tức báo cho chủ tịch biết. Bên này Jenny đã đến khách sạn tìm Tae Jun. Đồng thời Jin Dong cũng đến giờ tan ca nên cô đã giao cho người khác trông nom So-jin. Còn mình đến điểm hẹn với Hee-wook, tuy cả hai ăn kẹo bông gòn nhưng anh lại bảo không thích đồ ngọt lắm. Đa phần đàn ông đều không thích chúng nên Jin Dong đã nói trong khách sạn của cô có một người đàn ông rất thích ăn sô-cô-la. Hơn nữa năm nào vào lễ tình nhân cô cũng tặng sô-cô-la đắt tiền cho người đó. Hee-wook liền hỏi anh ta là ai bởi vì anh rất hâm mộ người được cô tặng sô-cô-la. Jin Dong nghe xong ngơ ngác liền đổi chủ đề sang tham quan di tích. Nơi đây còn thờ cúng bài vị của các vị vua chúa và vương phi nên Hee-wook muốn biết nhà vua có thực sự yêu vương phi của mình hay không. Giống như việc Jin Dong có yêu người đàn ông kia hay không. Nói rồi anh lại chỉ sang những cặp đôi đang chụp hình cưới. Nhìn có vẻ họ không xứng đôi nhưng người ta nói hôn nhân là đang bù đắp khuyết điểm cho nhau. Jin Dong liền cười nói thì ra ở Harvard cũng dạy những điều này. Tuy tôi ở đó học được rất nhiều thứ nhưng vẫn chưa tìm được nửa kia của mình. Cả hai liền đưa mắt nhìn nhau nhưng cuộc gọi của So-jin đã phá vỡ bầu không khí. Đến tối mọi người tổ chức tiệc chúc mừng cho Tae Jun nhưng Jin Dong lại bị kẹt xe không về kịp. Đằng nào cũng đã trễ giờ nên Hee-wook muốn cùng cô đi ăn bữa tối, thế nên hai người tiện đường ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Jin Dong không thèm chú ý hình tượng liền cắn một miếng rất to khiến Hee-wook bật cười. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa to nhưng cô còn chưa về khiến Tae Jun rất lo lắng. Cùng lúc đó Jong-jae đưa Jun-hee về nhà còn hỏi anh có thể thích em không? Nếu sau này anh gặp được một người đẹp hơn em, tốt hơn em, anh thay đổi thì sao? Em nói đều đúng nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được một cô gái tốt hơn em. Dù em có thay đổi hay không anh cũng tuyệt đối không thay đổi, đó chính là thật lòng của anh. Jong-jae đứng dưới mưa tỏ tình như vậy cũng làm Jun-hee cảm động mà suy nghĩ lại. Khi Jun-hee về phòng phát hiện bố đã đợi cô từ lâu. Ông hỏi cô đã đi đâu nhưng Jun-hee nói dối mình ở trường khiến ông nổi giận đánh cô. Trên đời có biết bao nhiêu loại phụ nữ, tại sao con lại muốn giống mẹ vậy? Bố không hề dạy dỗ con như vậy, bố không có quyền mắng mẹ bởi vì mẹ như vậy là tại bố. Con lập tức đi ra, được rồi con sẽ đi giống như mẹ vậy, biến mất trước mặt của bố. Con đã chán ghét cái nhà này lắm rồi, mỗi ngày đều phải sống giả tạo để bố vui lòng. Vừa dứt lời cô đã bỏ ra khỏi nhà và nhớ lại lúc nhỏ từng nhìn thấy bố đánh mẹ. Không lâu sau bà không chịu đựng được nữa nên đã uống thuốc để kết thúc mạng sống. Khi Tae Jun đưa Jenny về lại nhìn thấy Hee-wook dùng áo khoác che mưa cho Jin Dong. Bọn họ thân thiết như vậy tựa như một cặp tình nhân khiến anh chỉ biết câm lặng. Jin Dong nhìn thấy anh lập tức giải thích mình bị kẹt xe còn người kia chỉ là khách hàng. Dù trong lòng rất bận tâm nhưng anh vẫn tỏ ra không có gì, khuyên cô mau vào nhà tránh bị cảm. Trên đường về, Tae Jun vô tình nhìn thấy Jun-hee lạnh lẽo đi dưới mưa nên đã đưa cô về khách sạn còn giúp làm thủ tục check-in. Nhưng do dầm mưa quá lâu nên Jun-hee đã bị sốt. Tae Jun luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô dù cả hai chỉ là người xa lạ. Trong lúc Jun-hee mơ thấy ác mộng liền choàng tỉnh ôm lấy người trước mặt khóc nức nở. Đêm hôm đó So-jin đột nhiên bỏ ra khỏi khách sạn, đến khi bố cô bé trở về không nhìn thấy con mình đâu đã lập tức báo lại cho mọi người. Jin Dong đang ở nhà cũng phải vội vàng chạy đến nhưng Tae Jun bảo cô hãy về để mọi chuyện cho anh lo liệu. Tổng giám đốc nhanh chóng thông báo cho toàn bộ nhân viên đi tìm và kiểm tra mọi ngóc ngách trong khách sạn. Người gác cổng nói không nhìn thấy bé gái nào ra khỏi cổng nên chắc chắn So-jin vẫn còn trong phạm vi khách sạn. Tae Jun liền trích xuất camera và nhìn thấy cô bé đi về hướng công trường đang xây nên vội vàng tới đó. Đồng thời Jin Dong cũng phát hiện chiếc kẹp tóc của So-jin nên đi ra công trường đúng lúc gặp được Tae Jun và Jon Chui. Đột nhiên nghe tiếng kêu của So-jin nên họ vội vàng đi tới chỗ cô bé. Nhưng trong bóng tối Jin Dong vô tình bị thương nên anh đã một mình chạy lên lầu 2 còn dặn cô không được đi theo. Tae Jun đưa So-jin xuống nhưng cô bé vì giận bố không quan tâm tới mình nên không chịu về. Anh liền kể cho So-jin nghe câu chuyện về mình và bố. Lúc trước ông là công nhân xây dựng khách sạn này, mỗi ngày đều ăn mặc rất bẩn thỉu làm anh rất mất mặt, trong khi những vị khách khác lại rất sang trọng. Vì vậy khi ông ở trước mặt mọi người gọi to tên Tae Jun, anh đã làm lơ và bỏ đi. Đến tối khi ông uống rượu say trở về đã nói bố xin lỗi con Tae Jun à, bố nỗ lực làm việc cũng chỉ vì muốn mua món mì chiên và sô-cô-la mà con thích ăn nhất. Đó đều là nguyện vọng của những bậc làm bố mẹ, nhưng ngày nhỏ anh còn quá ngây thơ để hiểu được.
Sojin bảo anh hãy quay về xin lỗi ông nhưng người bố đó đã qua đời trước khi anh kịp nói lời xin lỗi. Vì vậy anh muốn kể cho cô bé biết để Sojin sau này sẽ không hối hận giống mình. Cuối cùng cô bé đã chịu quay về nhưng khi anh giao lại cho Jin dòng, cô bất cẩn va vào công trình làm các thanh sắt đổ xuống. Tae-jun nhìn thấy liền lao vào che chắn cho cô bé nhưng may mắn anh chỉ bị thương nhẹ còn Sojin không sao hết. Sau khi xử lý vết thương, Jin dòng nói cô đã cảm thấy rất buồn vì lỡ để lạc mất Sojin. Nhưng Tae-jun lại bảo chuyện này không liên quan, bảo cô cứ đi về càng làm cô tủi thân lắm. Cô cứ ngồi nói mãi đến lúc quay sang đã thấy anh ngủ rồi nên đành ra về. Đột nhiên Tae-jun cất tiếng, anh thừa nhận mình rất thích ăn sô-cô-la mỗi năm vào dịp lễ tình nhân được Jin dòng gói trong một hộp quà rất đẹp. Nhưng dù nói đến thế rồi vẫn không chịu bày tỏ tình cảm thật sự với cô. Sáng hôm sau, Jun-hee thức dậy đã nhìn thấy phục vụ chuẩn bị sẵn bữa sáng cho mình theo lời căn dặn của Tae-jun, còn có mẫu giấy nhắc nhở cô hãy ráng ăn để có thể uống thuốc. Jun-hee đọc xong tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ. Cô hỏi thăm nhân viên văn phòng của tổng giám đốc rồi ngồi đợi đến khi anh trở về. Vừa gặp lại Tae-jun, cô đã thản nhiên hỏi anh kết hôn chưa? Chưa. Vậy anh có bạn gái chưa? Tôi có thể hỏi cô tại sao lại hỏi như vậy hay không? Tại vì em thích anh. Tae-jun ngạc nhiên khi Jun-hee lại thẳng thắn như vậy nhưng về vấn đề tuổi tác anh lại hơi lớn so với cô. Cô liền cầm trái bóng lên nói rằng nếu tránh né trái bóng đang tới gần mình thì làm sao thảy nó vào lưới. Cũng giống như việc anh tránh né tình yêu vậy, bố mẹ cô cách nhau 14 tuổi nhưng họ vẫn có thể kết hôn. Trên đường đi vô tình gặp lại Jong Jae, anh ngỏ ý muốn mời Jun-hee đi ăn nhưng cô lại bảo mình đã có hẹn với một người khác rồi. Vậy anh có thể thích em không? Tuy em còn chưa suy nghĩ rõ ràng nhưng chúng ta không thích hợp đâu. Vì người đàn ông khác sao? Đúng vậy, anh không sao cả, bất luận thế nào anh cũng sẽ chờ em. Dù Jun-hee nói làm như vậy Jong Jae chỉ bị thiệt thòi thôi nhưng anh vẫn cố chấp không muốn từ bỏ. Cùng lúc đó có một người đã mang 300 đóa hồng đến tặng cho Jin Jong khiến cô nghĩ ngay đến Hee-uk liền đến gặp anh để từ chối. Bởi vì là một nhân viên khách sạn cô không thể nhận quà của khách được, tuy nhiên Hee-uk vẫn muốn cho cô mọi thứ để bày tỏ tấm lòng của anh. Nếu Jin Jong cảm thấy ở khách sạn không tiện anh có thể gửi nó đến nhà cô. Đối diện với sự kiên quyết của Hee-uk cô bối rối rời đi nhưng anh lại nói bất luận là chuyện kinh doanh hay là tình cảm chỉ cần chọn xong đối tượng tôi tuyệt đối sẽ thắng. Nhưng kết quả thế nào tôi cũng không muốn nghĩ đến nữa tại vì tôi đã bắt đầu rồi. Jin Jong nghe xong vội vàng chạy lên sân thượng trấn tĩnh lại bản thân nhưng trái tim đã bắt đầu xao xuyến mất rồi. Lúc này Jun-hee bất ngờ nhờ Jong Jae sắp xếp cho cô một công việc ở khách sạn vì dù gì cô cũng đã bỏ nhà đi nên cần chi phí sinh hoạt. Jong Jae tất nhiên sẽ không từ chối liền tìm tới mẹ nhưng chuyện này không phải một mình bà có thể quyết định. Vì vậy bà đã hỏi ý kiến Tae-jun. Anh đã đồng ý với một điều kiện là Jong Jae phải quay trở lại làm việc. Nếu còn tùy tiện xin nghỉ anh sẽ sa thải cả cô bạn kia. Sau đó Jong Jae đưa cô ấy đến trước mặt tổng giám đốc làm anh bất ngờ khi người đó chính là Jun-hee. Tiếp theo Tae-jun sắp xếp cho cô làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng. Tuy xuất thân là một tiểu thư nhưng cô không hề nề hà công việc này mà còn vui vẻ tiếp nhận nó hơn hết còn có nhiều cơ hội được gặp anh hàng ngày. Hôm sau Jin Jong đến kiểm tra bể bơi không ngờ lại gặp được Hee-uk. Anh đã tiết lộ lý do tại sao mình lại tặng 300 đóa hồng cho cô. Bởi vì đó là tên của nhà hàng lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng ấn tượng của nơi đó với cô không được tốt cho lắm. Không những bít tết ăn rất tệ mà lại còn phục vụ kém. Nhưng mà tôi không bao giờ quên được nơi lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi rất muốn quay lại đó một lần nữa. Đó không phải nhà của anh sao, tôi muốn đi với cô. Jin Jong nghe xong ngượng ngùng xin phép rời đi nhưng không may cô lại trượt chân xuống hồ. Hee-uk không do dự lập tức nhảy xuống cứu Jin Jong nhưng bộ dạng như con mèo mắc cạn của cô khiến anh cũng phải bật cười. Không lâu sau Hee-uk đã tìm được tung tích bố ruột của mình nên đã hủy tất cả cuộc hẹn để đến tìm ông. Hiện tại ông chỉ là một người có thu nhập rất thấp nên không đủ tiền chi trả cho một căn nhà nhỏ, thậm chí sống nay đây mai đó và thường lui tới nhà một người tên Ngọc Tử. Hee-uk liền tới đó và quả thật đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Nhưng anh không lập tức nhận bố mà mời ông uống rượu cùng mình sau đó hỏi thăm gia cảnh của bố. Được biết sau khi vợ mất ông đã đem cả con trai và con gái mình cho người khác nuôi dưỡng. Bởi vì ông nghĩ rằng hai đứa trẻ sống với họ sẽ được cho ăn học tử tế còn hơn là sống với một kẻ thất bại như mình. Anh liền hỏi mấy năm nay ông có nhớ tới con hay không. Nhớ tới làm chi vì dù gì cũng đem cho rồi, làm bố mà bỏ rơi con mình ông không chút hối hận hay sao? Nhưng mà cũng không thay đổi được bởi vì đó là số mệnh của chúng nó còn tôi chỉ có thể quên đi, bộ muốn quên là quên được sao? Cậu đừng hỏi nữa phiền quá đi, nếu tôi nói đứa con đó vì muốn người ta quên đi thân phận bị bỏ rơi mà cấm mặt học hành và làm việc nhưng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ. Vậy thì ông có cảm thấy tôi hỏi như vậy phiền phức hay không? Hee-uk thốt ra câu này với tâm trạng giận dữ và trách móc bố nhưng ông chỉ ngơ ngác dương mắt nhìn anh, tôi chỉ muốn xem ông sống thế nào thôi. Vĩnh viễn từ giờ chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Dứt lời anh liền để lại một phong bì tiền và chi phiếu rồi vội vàng đi ngay. Lúc này bố mới nhận ra người thanh niên trước mặt là con trai mình lập tức đuổi theo không ngừng gọi tên anh nhưng Hee-uk không thèm nhìn ông lấy một cái. Đến cả số tiền kia ông cũng không thèm ngó ngàng đến mà chỉ chăm chăm nhìn chiếc xe dần dần khuất xa, còn Hee-uk cũng không kìm nén nổi nữa mà rơi nước mắt.
Bố ở bên này nâng niu chiếc bật lửa của con trai như một báu vật vô giá, giờ phút này ông thật sự đã hối hận rồi. Trong khi anh lại xóa sạch hết thông tin của ông để nó theo làn gió mà cuốn đi thật xa, lúc này Jin Jong đột nhiên nhận thông báo Jong Jae đang cãi nhau với khách nên cô vội vàng tới đó. Cái tên này mày tưởng mình là ai mà dám không nghe lời tao hả? Anh tưởng anh là khách thì có thể ra lệnh cho tôi cởi giày cho anh hay sao? Mày có biết tao là ai không hả? Tôi không cần biết cái tên cặn bã. Hai người lập tức lao vào đánh nhau nên chủ tịch đã cản họ lại, còn kêu Jong Jae mau xin lỗi nhưng anh không chịu. Hai bên tiếp tục xô sát khiến tên kia xô ngã chủ tịch, làm Jin Jong mất bình tĩnh tát anh ta một cái. Thế là chuyện nhân viên tự ý đánh khách trở nên nghiêm trọng, khiến tổng giám đốc và chủ tịch đích thân đến xin lỗi vị khách kia nhưng anh ta vẫn nằng nặc đòi báo cảnh sát. Nếu chuyện này lộ ra bên ngoài thì tình hình kinh doanh khách sạn sẽ càng tồi tệ nên chủ tịch đã quỳ gối xin lỗi anh. Đều là do người làm chủ tịch như tôi quá vô dụng. Xin cậu hãy tha thứ cho chúng tôi, để một người đáng tuổi bố mẹ mình phải quỳ gối cầu xin, khiến anh thanh niên vô cùng bối rối nên đã tha lỗi cho sự cố ngày hôm nay. Sau chuyện này, Jin Jong cảm thấy vô cùng áy náy nhưng cô chỉ dám mếu máo mà không dám khóc trước mặt chủ tịch. Trong khi Tae-jun đã đi tìm Jong Jae để dạy dỗ tên quý tử này học cách nhẫn nhịn và trưởng thành một chút. Bởi vì mỗi một hành động bốc đồng của anh không chỉ ảnh hưởng tới mẹ và danh tiếng của khách sạn mà còn hủy hoại đi tâm huyết cả đời của người bố quá cố. Lúc này Jin Jong tha thiết xin lỗi chủ tịch vì lỗi lầm của cô mà bà phải quỳ gối xin lỗi người ta. Nhưng chủ tịch rất hiền từ và bao dung, bà không hề trách Jin Jong, còn nói rằng bản thân là một chủ tịch phải luôn ra mặt mỗi khi nhân viên mắc lỗi, đồng thời nhắc nhở cô từ giờ không được như vậy nữa. Tối hôm đó mọi người đã tan ca hết nhưng Tae-jun vẫn nhìn thấy Jun Hee đang nỗ lực học cách phục vụ. Chợt nhìn thấy anh nên Jun Hee đã kéo Tae-jun vào làm khách cho cô dễ thực hành. Anh còn tặng cho cô một thứ mình từng mua ở Las Vegas, khiến cô vui vẻ hỏi rằng anh thích em phải không? Người anh thích đói lắm rồi nên mời em ăn mì nha. Tae-jun không nỡ từ chối đành đi cùng cô, nhưng Jun Hee không chỉ ăn thôi mà còn uống rượu. Thấy cô đã ngà ngà say, anh muốn đưa Jun Hee về nhưng cô lại nghĩ anh chỉ đang né tránh vì sợ sẽ phải lòng mình. Dù anh cố tìm cách chối từ, cô vẫn sẽ không từ bỏ cơ hội tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Đồng thời có một vị khách đến giờ tan ca vẫn không chịu về nên mọi người gọi Jin Jong đến giải quyết. Vị khách đó không ai khác chính là Hi Uk, nhưng anh lại nhìn cô cười hết sức dịu dàng. Hi Uk mời cô uống rượu cùng mình nhưng Jin Jong vẫn đang trong giờ làm việc nên đã từ chối. Anh vẫn không từ bỏ liền bảo cô đi cùng mình. Hi Uk kể cho cô biết hôm nay mình đã đi Đông Hải, khiến cô hào hứng vì nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp. Nhưng anh không quan tâm những thứ đó mà chỉ đến gặp một người khiến bản thân đau lòng. Lúc đó Hi Uk đã gọi cho Jin Jong nhưng không có sóng, còn gửi cả email nhưng cô quá bận rộn vẫn chưa đọc nó. Cô hào hứng hỏi nó là chủ đề gì. Chủ đề gửi cho một nửa của tôi. Vậy nội dung là gì? Hi Uk chưa kịp trả lời, bộ đàm đã vang lên vì tổng giám đốc chỉ muốn kiểm tra xem Jin Jong đang ở đâu. Cô nói mình đang ở Diamond Villa, sau đó liền kết thúc báo cáo. Hi Uk tò mò villa đắt nhất khách sạn thế nào nên Jin Jong đã đưa anh đi xem, đồng thời cũng muốn biết nghề nghiệp của anh. Hi Uk tiết lộ anh là một thợ săn doanh nghiệp, một người trực chờ cơ hội những công ty sắp phá sản để thâu tóm nó. Cô ngạc nhiên hỏi rằng vậy lần này anh đến đây cũng để thâu tóm doanh nghiệp nào hay sao, nhưng Hi Uk liền chuyển chủ đề sang tham quan villa. Âm nhạc ở nơi này rất lãng mạn khiến anh muốn khiêu vũ một bài cùng cô. Sự mời chào này khiến Jin Jong không thể từ chối, đành gượng gạo khiêu vũ cùng anh. Mặt hai người cứ thế sát nhau, tiếng tim đập cũng ngày một rõ hơn, làm bầu không khí trở nên kỳ lạ. Hi Uk bảo anh vì cô mới lặn lội đến đây, nhưng Jin Jong nghĩ rằng anh sẽ không thích một người đơn thuần hời hợt như mình. Sai rồi, vì tôi luôn ước được đơn thuần giống như em. Những lời anh đang nói là thật lòng chứ? Hi Uk liền ôm chặt cô thay cho câu trả lời, nhưng bộ đàm lại một lần nữa cắt ngang họ. Anh nói nội dung trong email là khát khao được ở một nơi riêng tư với Jin Jong, để cô ôm chặt anh mà không bị một ai quấy rầy. Ngay sau đó Tae-jun tìm đến nơi này và phát hiện cả hai đang ở cùng nhau, khiến tâm trạng anh khó chịu. Hơn nữa nơi này còn là khu quản chế nên anh buộc phải mời Hi Uk ra khỏi đây. Tiếp theo quay sang khiển trách Jin Jong vì tự ý đến đây cùng khách, còn rầm rộ chuyện 300 đóa hồng làm cả khách sạn bàn tán. Hắn là người đàn ông mới của cô sao? Jin Jong lập tức giải thích cả hai không có quan hệ gì hết, nhưng Tae-jun bảo cô quá tùy tiện khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương. Hai người cứ thế tiếp tục tranh cãi, sau đó Tae-jun ném túi thức ăn anh đặc biệt chuẩn bị vào người cô. Khi về nhà, Tae-jun vốn muốn gọi điện xin lỗi Jin Jong nhưng lại vì sĩ diện không dám thẳng thắn thừa nhận, khiến cả hai tranh cãi nãy lửa rồi cúp máy. Không lâu sau anh đã hối hận muốn gọi lại nhưng máy lại bận bởi vì Hi Uk đã gọi cho Jin Jong. Hôm sau vệ sĩ báo cáo cho chủ tịch Kim biết Jun Hee đang ở khách sạn Seoul cùng một người đàn ông khiến ông nổi giận. Đồng thời hôm nay cũng là sinh nhật của Jin Jong nên mọi người đã lên kế hoạch chúc mừng bất ngờ ở nhà cô. Jenny cũng được nhận vào phòng bếp từ lâu, còn Jun Hee cũng chính thức được nhận vào làm việc. Lúc cô đi kiểm tra kho vô tình lại gặp được Jong Jae, anh nói cho cô biết Tae-jun đã có bạn gái để cô từ bỏ, nhưng Jun Hee không quan tâm mà sẽ cố gắng chinh phục anh tới cùng. Bởi vì cô cho rằng tình yêu thật sự cả đời chỉ gặp được một lần mà thôi. Jun Hee cũng vạch rõ ranh giới với Jong Jae, mong anh đừng theo đuổi cô nữa, nhưng anh tự thề với lòng rằng trái tim mình sẽ không bao giờ thay đổi.
hôm nay cũng là ngày cuối cùng thu mua cổ phiếu của khách sạn. Nhưng Alex bất ngờ phản bội khiến việc thu mua có vấn đề, trong khi 15 phút nữa việc bán ra sẽ kết thúc. Nếu tiếp tục chờ đợi họ sẽ lỗ mất 12 triệu đô, nên Hyuk đoán có thể Alex đã bắt tay với lão già Johnson nên lập tức gọi người điều tra. Quả nhiên đúng như vậy nên anh không bán ra số cổ phiếu đó nữa mà quyết định mua vào hết tất cả. Ngay sau đó họ có được toàn bộ 15% cổ phiếu ngoại quốc của khách sạn Seoul cộng thêm 38% giấy nợ cũng đang nằm gọn trong tay. Bây giờ chỉ cần ký tên cả Seoul sẽ nằm trong tay anh. Nhưng Hyuk lại trì hoãn chỉ vì nghĩ đến Jin Jong. Anh đưa cô cùng đến nhà thờ kể cho Jin Jong nghe những lúc tranh đấu trên thương trường mệt mỏi, Hyuk sẽ đến nhà thờ để giải tỏa nỗi lòng mình. Nhưng cô còn chưa kịp nghe hết đã ngủ gật trên vai Hyuk khiến anh không kìm lòng được hôn lên trán Jin Jong. Hai người cứ như thế nương tựa nhau cho đến khi tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian tĩnh lặng. Tae-jun bất ngờ tổ chức một cuộc họp gấp nên cô buộc phải quay về. Tổng giám đốc nói doanh thu khách sạn ngày càng đi xuống trong khi tiến độ hoàn thành công trình ngày càng trì trệ. Anh ra lệnh cho những giám đốc và tổ trưởng khác phải nghĩ ra kế hoạch nâng thêm 20% doanh thu, sau đó trong vòng một tuần nộp cho mình. Giám đốc Ngô vốn có hiềm khích với Tae-jun nên anh ta đã bỏ mặc những lời anh nói mà bỏ đi giữa chừng. Không lâu sau, chủ tịch Kim biết được Jun-hee lén lút sau lưng ông làm phục vụ ở Seoul thì nổi trận lôi đình tới tìm cô khi hai bố con chạm mặt nhau. Jun-hee sợ hãi muốn bỏ chạy nên bất cẩn va vào một phục vụ khác khiến thức ăn đổ xuống. Jun-hee hốt hoảng vội vàng nhặt chúng lên và càng áy náy khi đối diện với Tae-jun. Cô tủi thân bỏ lên sân thượng ngồi khóc một mình nên Tae-jun đã bước đến an ủi Jun-hee. Vốn dĩ cô muốn chứng minh cho bố biết không có ông cô vẫn làm tốt mọi việc, nhưng bây giờ lại không có sự tự tin đó nữa. Anh liền nói phạm lỗi không có gì đáng xấu hổ hết, bởi vì không ai chưa từng mắc lỗi lầm cả. Chỉ cần Jun-hee tích cực sửa đổi sẽ có một ngày cô chứng minh cho bố thấy điều đó. Nhưng cô vẫn chỉ là một nữ sinh yếu đuối nên đã tựa vào vai Tae-jun muốn mượn hơi ấm của anh để bình tĩnh lại. Tae-jun cũng không hề đẩy Jun-hee ra, còn choàng tay ôm lấy cô. Mặt khác, chủ tịch Kim đã đến gặp Hyuk để thúc đẩy tiến độ thu mua khách sạn nhưng anh lại trì hoãn thêm một tuần nữa. Ông liền bảo không cần phải e ngại gì hết, bởi vì đã cắt đứt nguồn tiền ngân hàng cung cấp cho khách sạn và không bao lâu nữa họ sẽ không đủ tiền chi trả cho nhân viên. Hyuk bảo ông hãy dừng lại vì nếu làm như vậy khách sạn sẽ không thể tiếp tục kinh doanh nữa nên việc mua đi bán lại sẽ trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên Leo biết đó chỉ là lời nói dối của Hyuk, vì nếu cổ phiếu rớt giá họ không phải sẽ càng được lợi hay sao. Nhưng bây giờ anh lại nương tay với mục tiêu của mình chỉ vì lỡ phải lòng một người con gái. Hyuk bỏ qua lời của trợ lý mà trực tiếp cho người gửi rất nhiều quà sinh nhật cho Jin Jong còn hẹn cô đi ăn. Nhưng Jin Jong không phải một người phụ nữ thực dụng ham muốn những món quà đắt tiền mà đã mang trả hết cho Hyuk khiến anh hết cách với cô. Sau đó họ cùng nhau đi ăn, chưa còn nhân viên trong khách sạn đã có mặt tại nhà Jin Jong để cho cô một bất ngờ. Tae-jun vừa tan ca đã ba chân bốn cẳng chạy tới trung tâm thương mại mua một món quà cho cô. Đồng thời Hyuk cũng tặng Jin Jong một sợi dây chuyền rất quý giá còn đích thân đeo lên cổ cô. Jin Jong cảm thấy ngại khi nhận một món quà đắt tiền thế này nhưng Hyuk bảo không sao hết, bởi vì anh kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại không có lý do để xài chúng. Lúc đầu anh làm việc bán mạng chỉ vì tiền nhưng bây giờ lại biến nó trở thành công cụ khiến bản thân vui vẻ. Vậy bây giờ anh đang vui sao? Đúng vậy, bởi vì tôi đã gặp được em, một tên ngốc mãi mê kiếm tiền bây giờ mới tìm thấy được tình yêu nên tôi đã bắt đầu tham lam rồi. Hyuk chưa từng có một mối tình nào, còn Jin Jong lại từng yêu một người. Còn mở miệng yêu cầu anh ấy cưới mình, nhưng đến tận 3 năm sau câu trả lời cô nhận được chỉ là hai từ bạn bè mà thôi. Từ đó cô đã thề với lòng sẽ quên đi người đàn ông đó, nhưng mỗi khi đối diện với anh ta trái tim mềm yếu lại một lần nữa đập liên hồi. Jin Jong bảo cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận một người mới, nhưng Hyuk tình nguyện chờ cô. Lúc này mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà Jin Jong để đợi cô về. Vừa nghe thấy tiếng xe họ đã lập tức tắt đèn để cho cô một bất ngờ, trong khi Jin Jong vẫn dây dưa với Hyuk đến mức rơi cả chìa khóa. Anh liền nhặt lên mở cửa giúp cô, nhưng lúc trả lại chìa khóa Hyuk lại mân mê bàn tay của Jin Jong, sau đó liền ép cô vào tường trước sự kinh ngạc của mọi người. Hyuk tiến đến muốn hôn Jin Jong nhưng cô lại thốt lên: "Em xin lỗi, em vẫn chưa thể chấp nhận anh được. Anh sẽ chờ em, chúc em sinh nhật vui vẻ." Vừa dứt lời Hyuk đã bỏ đi, còn những người khác lại lặng im không biết phải làm gì trước tình huống khó xử này. Đến khi họ mở đèn, Jin Jong mới hốt hoảng nhận ra từ nãy giờ họ đã chứng kiến hết tất cả. Mọi người liền chúc mừng sinh nhật cô để xua tan bầu không khí khó xử này. Tae-jun tràn đầy tự tin muốn tặng cho cô sợi dây chuyền anh đã mua. Nhưng khi nhìn thấy nó đã nằm trên cổ Jin Jong thì vội cất đi. Rất nhanh anh đã bỏ về khiến cô hốt hoảng đuổi theo vì sợ Tae-jun sẽ giận mình, nhưng anh làm gì có tư cách giận đâu. Vì ngay từ đầu không phải chín miệng Tae-jun đã nói họ chỉ nên xem nhau là bạn bè hay sao. Đến khi Jin Jong quay lại, Jennie mới đưa món quà lúc nãy cho cô. Còn Tae-jun buồn bã đến khách sạn ngồi u sầu, vừa hay gặp được Jun-hee đang tăng ca nên hai người đã trò chuyện cùng nhau. Khi đó Leo đã thắc mắc hỏi Hyuk tại sao đã có được 15% vốn ngoại quốc mà vẫn chưa chịu bán nó cho chủ tịch Kim để nhanh chóng tóm gọn Seoul, nhưng anh không trả lời chỉ kêu ông tiếp tục đợi. Biểu hiện của Hyuk thể hiện rõ anh đã do dự vì lỡ yêu thầm một người phụ nữ, càng khiến Leo tức tối khi anh để chuyện tình cảm xen vào công việc của mình.
Quan điểm của ông là không có bất kỳ người phụ nữ nào chê tiền hết, chỉ cần tôi giải đô la trên giường của mình thì cô ta sẽ ngoan ngoãn phục tùng tôi. Như những lời này khiến Hy Úc rất tức giận, lập tức ném tài liệu vào mặt Leo. Trước kia tôi nói về phụ nữ anh chưa từng kích động như vậy, nếu anh đã vì yêu mà lu mờ lý trí thì nên giải biệt tên mình trên thương trường đi. Đúng lúc đó Jin Jong đột nhiên đến tìm Hy Úc nên Leo đã ra ngoài trước. Cô tặng cho anh một cây bút bởi vì muốn đáp lại món quà Hy Úc tặng cho mình. Sau đó cô vui vẻ chạy đi khoe với Tae Jun mình đang đeo sợi dây chuyền anh tặng. Còn hỏi anh không có nhiều tiền sao còn mua quà đắt làm gì. Cô không cần bận tâm bởi vì nó rất rẻ tiền. Mau quay về làm việc đi. Trước thái độ của Tae Jun, Jin Jong cho rằng anh đang ghen nhưng người đàn ông này liên tục phủ nhận vì cả hai chỉ là quan hệ bạn bè. Nói xong anh lập tức bỏ đi khiến cô tức tối cởi sợi dây chuyền ném đi nhưng không bao lâu đã hối hận mà quay lại tìm nó. Đồng thời chủ tịch Kim đã ra lệnh cho vệ sĩ bằng mọi giá phải bắt Jun Hee quay về. Ngay lập tức họ bước vào nhà hàng và yêu cầu được gặp Jun Hee. Vệ sĩ khuyên cô hãy quay về nếu không anh buộc phải ra tay nhưng Jun Hee vẫn kiên quyết bỏ đi. Thế là hắn dựng chuyện có tóc trong món ăn, tiếp đến lại chê thịt bò dai bắt nhà bếp làm một đĩa khác cho anh ta. Lần này đích thân bếp trưởng mang ra nhưng vệ sĩ luôn kiếm cớ gây khó dễ cho ông còn hất nước vào mặt bếp trưởng. Jun Hee nhìn thấy không thể nhịn được nữa liền tức giận hất nước vào mặt hắn. Ngay sau đó vệ sĩ Kim liền kêu người bắt Jun Hee đi. Nhân viên nhà hàng muốn bảo vệ cho cô còn bị hắn đánh hết người này tới người khác. Jung Tae cũng lao đến giải cứu Jun Hee nên những người khác cũng nhảy vào đối đầu với đám vệ sĩ làm khung cảnh vô cùng hỗn loạn, kết quả cả đám bị bế lên đồn cảnh sát. Còn Jun Hee bị giám đốc Ngô tức giận trách mắng vì thái độ phục vụ không đúng với khách hàng làm xảy ra ẩu đả. Cô tưởng có tổng giám đốc chống lưng là giỏi lắm hay sao, bất luận là ai phạm lỗi cũng đều bị sa thải. Đúng lúc đó Tae Jun xuất hiện nên đã cãi nhau với giám đốc Ngô khiến Jun Hee khó xử vội rời đi. Ngay sau đó Jin Jong lại tức giận đến hỏi cô những người kia rốt cuộc đến đây gây sự vì cái gì, bọn họ không chịu hòa giải nên tất cả nhân viên nhà hàng không được thả ra. Nhưng Jun Hee nói cô có lý do riêng không thể tiết lộ cho Jin Jong biết, chỉ có thể tự mình giải quyết. Jin Jong liên tục hỏi lý do đó là gì nhưng Jun Hee kiên quyết không chịu nói nên đã tranh cãi với cô. Cuối cùng khiến Jin Jong tức giận bỏ ra ngoài còn trách Tae Jun đã nhận Jun Hee nên mới xảy ra mớ rắc rối này, nhưng cục diện bây giờ đã rối ren lắm rồi. Ngân hàng không cho mượn tiền còn công trình không thể hoàn thành trước kỳ hạn khiến Tae Jun rất phiền não. Chỉ mong Jin Jong thấu hiểu cho mình mà tận lực giúp đỡ anh thôi, cô nghe xong cảm thấy áy náy nên đã làm lành với anh. Hai người ra đến đại sảnh lại gặp Hy Úc, anh muốn mượn trung tâm thường vụ một chút nên Tae Jun đã bảo Jin Jong đưa khách đi. Hy Úc muốn copy một số tài liệu và gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Kế hoạch ban đầu xảy ra vấn đề khiến Hy Úc nổi giận lớn tiếng quát mắng cấp dưới trước mặt Jin Jong làm cô nghe xong cũng phải hoảng sợ. Sau đó anh nhờ Jin Jong ngày mai sắp xếp một phòng họp cho mình. Phía này Tae Jun vội vàng chạy đến đồn cảnh sát đề nghị hòa giải nhưng đối phương không chịu. Mà ra một yêu cầu đó là chỉ cần Kim Jun Hee chịu quay về thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh tiết lộ cô Chín là con gái độc nhất của chủ tịch Kim công ty Hán Giang khiến Tae Jun hết sức bất ngờ. Dù vậy anh không thể tùy tiện cho một nhân viên nghỉ việc. Vậy ý của anh là muốn đám người kia phải ngồi tù hay sao? Tae Jun nghe xong liền do dự, đúng lúc Jun Hee xuất hiện đã nghe thấy toàn bộ. Nếu chủ tịch phu nhân biết cô là con gái Kim Phúc chắc chắn sẽ cho Jun Hee thôi việc ngay lập tức. Nhưng cô thật sự không muốn quay về căn nhà u ám đó, càng không nỡ rời xa những đồng nghiệp đã đối xử tốt với mình. Jun Hee đã rơi nước mắt trước mặt Tae Jun khiến anh cũng rất khó xử. Dù vậy cô vẫn quyết định quay về vì không muốn ảnh hưởng đến người mình yêu, càng không muốn liên lụy đến khách sạn. Jun Hee dưới làn mưa quay đầu nhìn về phía Tae Jun không nhịn được mà chạy đến ôm anh. Sau này em có thể trở lại chứ, được lúc nào em cũng có thể trở về. Em yêu anh, Jun Hee ôm chặt Tae Jun sau đó tạm biệt anh bằng một nụ cười. Tuy Tae Jun không thể thốt lên câu yêu thương nào nhưng có lẽ trong lòng anh đã có một vị trí dành cho cô rồi. Hôm sau Leo và Hy Úc tổ chức một cuộc họp với đối tác trong khách sạn, dù Jin Jong chuẩn bị trễ mấy phút nhưng Hy Úc không trách còn dịu dàng cười với cô. Đồng thời nhân viên dọn dẹp phát hiện tài liệu thu mua khách sạn trong phòng anh lập tức báo cho tổng giám đốc biết. Anh ra lệnh cho mọi người tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này nhưng trong lúc nhân viên mang tài liệu đi vô tình bị giám đốc Ngô lấy đi. Nhân viên lập tức báo cho Tae Jun biết còn nói lúc trước nhìn thấy chủ tịch Kim từng đến phòng Hy Úc. Như đây cũng đủ hiểu Hy Úc đến đây vì mục đích gì nên anh đã tìm Jin Jong hỏi làm sao cô quen được người này. Có biết rõ về nghề nghiệp của anh ta hay không nhưng cô nói mình rất buồn ngủ không muốn nghe anh luyên thuyên nữa. Ngay lúc Tae Jun muốn cho cô biết lý do Hy Úc đến đây thì chủ tịch bất ngờ gọi anh đến. Bà đã biết chuyện thông qua giám đốc Ngô, còn nghe nói Jin Jong vẫn luôn thân thiết với người này. Vì vậy đã gọi cô đến để làm rõ nghi ngờ trong lòng mình. Giám đốc Ngô tức giận hỏi cô có quan hệ gì với thân Hy Úc. Có phải là gián điệp giúp hắn thâu tóm khách sạn để nhận được lợi lộc hay không, nhưng Jin Jong vẫn đang ngơ ngác không biết anh đang nói gì cả. Đến khi chủ tịch nói rõ cho cô biết Hy Úc là một chuyên gia M&A chuyên thu mua khách sạn được chủ tịch Kim mời đến đây, cô mới bàng hoàng vô cùng. Nhưng Jin Jong cho rằng đối phương không phải loại người như vậy nên đã vội vàng chạy đến tìm anh làm sáng tỏ mọi việc. Đó là sự thật sao? Anh được chủ tịch Kim phái đến đây có đúng hay không?
Hy Úc bảo cô bình tĩnh nói chuyện nhưng trên tay anh lại cầm tài liệu công trình khách sạn, như đây cũng đủ chứng minh cho câu hỏi vừa rồi của cô. Jin Jong kích động cho rằng bấy lâu nay Hy Úc tiếp cận cô cũng chỉ vì muốn lợi dụng cô mà thôi. Không lẽ anh chỉ xem cô là loại người chỉ cần tặng vài đóa hoa hồng và quà đắt tiền là có thể mua chuộc hay sao? Hy Úc lúng túng muốn giải thích nhưng bây giờ cô không muốn tin anh nữa mà cảm giác như trái tim đã bị bóp nghẹt vậy. Tôi vốn nghĩ mình có thể yêu rồi, tôi thật lòng yêu em, xin em hãy tin tôi. Một tay thợ săn như anh cả lời nói dối cũng khiến người ta cảm động rơi nước mắt. Hy Úc muốn giữ tay Jin Jong để cô nghe anh nói nhưng cô lập tức vùng ra vì cảm thấy ghê tởm người đàn ông này. Cô ném sợi dây chuyền Hy Úc tặng xuống đất rồi lập tức bỏ đi. Jin Jong ngồi buồn rầu trên sân thượng nên Tae Jun đã đến an ủi cô. Hy Úc không liên lạc được với Jin Jong, nóng lòng đi tìm lễ tân giúp anh nhưng bị một nhân viên khác cản lại. Càng làm anh tức giận muốn đánh cả người ta, đúng lúc này Tae Jun đến mới khiến anh bình tĩnh lại. Tae Jun cảnh cáo Hy Úc không được lợi dụng Jin Jong để chiếm đoạt khách sạn nhưng trái lại làm đối phương thắc mắc tại sao anh lại biết rõ nghề nghiệp và mục đích của mình đến như vậy. Hai người đã quyết định một ván cược với nhau, Tae Jun muốn bảo vệ cuộc sống của hơn 1.000 nhân viên nơi này trong khi Hy Úc chỉ muốn chiến thắng mà thôi. Muốn đấu với tôi anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Bên này Mi Hae châm biếm Jin Jong vì tiền nên mới hợp tác với kẻ địch mà phản bội khách sạn. Nếu không người cô chờ đợi 3 năm đã trở về sao đột nhiên lại thân thiết với tên đàn ông khác cơ chứ? Quản lý Lee nghe thấy liền đuổi Mi Hae đi để an ủi Jin Jong. Hai người liền kéo nhau đi uống rượu để giải sầu nhưng lúc cô kêu thêm một bao thuốc lá, bàn bên cạnh cứ nhìn Jin Jong khiến cô cảm thấy rất bất công. Tại sao đàn ông nhậu nhẹt và hút thuốc thì không ai nói gì còn phụ nữ lại bị chỉ trỏ? Cả việc con gái chủ động theo đuổi một người cũng rất mất mặt hay sao? Người đàn ông tôi chờ đợi suốt 3 năm lại bảo chỉ xem tôi là bạn. Còn người đàn ông tôi mới quen lại lợi dụng tôi. Nhưng chí ít cô còn từng được hẹn hò và yêu đương, còn tôi đến một cái nắm tay cũng không có. Sun Jong vừa nói vừa khóc rất tủi thân khiến Jin Jong bên cạnh cũng ngồi khóc nức nở. Trong khi đó Hy Úc vẫn luôn ở trước nhà chờ đợi nhưng không thấy cô trở về. Đến sát giờ hẹn với chủ tịch Kim Anh mới rời khỏi đó để đến chỗ hẹn. Vừa gặp được Hy Úc, cô đã nhờ anh thuyết phục bố cho mình làm việc ở khách sạn. Vì bây giờ cô rất hứng thú với nó và muốn tiếp quản việc kinh doanh nhưng bố lại là người trọng nam khinh nữ nên luôn phản đối. Hy Úc nhìn ánh mắt của Jun Hee biết được cô đang phải lòng một nhân viên ở khách sạn giống mình nên có sự đồng cảm. Vì vậy đã giúp cô thuyết phục bố thành công. Còn Jin Jong và Sun Jong sau khi uống say đã đến một khách sạn khác để tận hưởng cảm giác được làm thượng đế là thế nào. Thế là họ ngủ thẳng một giấc đến 12 giờ trưa hôm sau mới hốt hoảng chạy đến chỗ làm. Vừa đi đến cửa đã gặp Hy Úc đang chờ sẵn ở đó. Anh bảo muốn giải thích nhưng Jin Jong không muốn nghe, đã cùng đồng nghiệp bỏ đi. Hy Úc không chịu bỏ cuộc liền đẩy Sun Jong ra và khóa cửa lại. Còn bá đạo phá hỏng cả bảng điều khiển để cô không thể đi đâu ngoài việc nghe anh nói. Hy Úc thừa nhận mình đến đây để thu mua khách sạn nhưng mục đích vẫn là vì cô. Nhưng dù anh nói thế nào Jin Jong chỉ xem đó là những lời ngụy biện. Anh liền lấy tay giữ mặt cô lại mặc cho mọi người bên ngoài đang hóng hớt vô cùng. Bất luận là người khác nói gì nghĩ gì em chỉ cần nhìn thẳng vào anh thôi. Trong mắt em chỉ cần có mình anh, Jin Jong anh yêu em. Hy Úc nhẹ nhàng hôn cô, Jin Jong không hề kháng cự mà ôm hôn anh say đắm cho tới khi mọi người mở cửa và đưa cô đi mới thành công tách họ ra. Nhưng vừa xử lý chuyện này xong, sóng gió khác lại ập đến khi nhân viên khách sạn đột nhiên ném hành lý Hy Úc ra khỏi cửa. Anh dù đang nổi giận vẫn cố bình tĩnh đến quầy lễ tân yêu cầu được gặp tổng giám đốc, nếu không khách sạn sẽ phải đóng cửa. Hóa ra giám đốc Ngô đã tự ý đuổi Hy Úc ra ngoài mới khiến anh không còn muốn nương tay với bọn họ nữa. Mặc cho chủ tịch và Tae Jun thành khẩn xin lỗi cũng không thể khiến Hy Úc nguôi giận được vì hành động kia đã chạm đến lòng tự tôn của anh. Xét về luật pháp, khách sạn tự ý tiết lộ tài liệu riêng tư của khách đã là phạm pháp. Nếu vì vậy mà khiến vụ làm ăn của họ thất bại, khách sạn sẽ phải đền bù tổn hại lên đến 100 triệu đô. Số tiền khổng lồ như vậy đối với một Seoul đang cố gắng dùng tiền mặt thu vào hàng ngày để duy trì khách sạn không khác nào đường cùng. Dù Tae Jun cố gắng vãn hòa vẫn không ngăn được Hy Úc đang muốn đưa họ ra pháp luật. Dù các người có mời những luật sư giỏi nhất cũng sẽ không bao giờ thắng được tôi. Sự việc nghiêm trọng thế này lại do 9 đồng đội của mình gây ra. Tae Jun tìm giám đốc Ngô để hỏi tội khiến hai người lao vào đánh nhau, buộc mọi người phải ra tay can ngăn. Dù đã giao lại chìa khóa phòng nhưng phía Hy Úc vẫn muốn trả phòng nên đích thân tổng giám đốc phải mang quà đến xin lỗi. Anh trịnh trọng cúi đầu xin lỗi Hy Úc nhưng anh lại ném giỏ hoa xuống đất. Sau đó nhẫn tâm dẫm đạp lên nó như đang xem thường lời xin lỗi của Tae Jun, còn tức giận ném chai rượu vào tường. Nhờ anh đem giỏ trái cây này tặng cho những nhân viên đã ném hành lý của tôi. Chúng tôi vô cùng xin lỗi và mong anh tha thứ. Nếu muốn được tha thứ hãy gọi Jin Jong đến đây, tôi chỉ muốn một mình cô ấy tới. Tae Jun đau đầu trở về và nhìn lên di ảnh của cố chủ tịch. Anh thật sự quá rối ren không biết phải làm sao nhưng cũng không muốn cho Jin Jong biết. Tuy nhiên cô lại tự tìm đến người phục vụ để hỏi tình hình thế nào. Kết quả nghe nói Tae Jun bị vị khách đó hạ nhục nên đã quyết định một mình tới gặp Hy Úc. Cô dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện với Hy Úc khiến anh cảm thấy hai người chỉ là kẻ xa lạ. Nhưng Hy Úc lại bảo cô ngồi xuống trước và mời Jin Jong uống một ly rượu. Em có thể dùng thân phận Jin Jong và Hy Úc nói chuyện với tôi không? Nếu vậy thì tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. Nhưng anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.
Anh bảo đảm khách sạn sẽ không có chuyện gì, xin em hãy tin anh. Nhưng dù Hi-úc liên tục giải thích, Jin Jong vẫn cho rằng cô chỉ là một con rối bị lừa gạt. Hi-úc lập tức hỏi to cô vẫn không tin tình yêu của anh là thật lòng hay sao, khiến Jin Jong nghẹn ngào. Cô chỉ hận tại sao anh lại mang thân phận này tới gặp mình, đồng thời phá hủy khách sạn mà cô yêu quý nhất. Nhưng Hi-úc không tài nào hiểu nổi sao cô phải kích động như vậy. Cho dù khách sạn rơi vào tay anh, cô cũng sẽ được tiếp tục làm việc tại đây, hay là vì Tae-jun, Jin Jong mới như vậy. Cô lúng túng bảo mình thật sự không biết mà chỉ muốn tin mình bị Hi-úc lừa gạt mới cảm thấy nhẹ lòng. Anh đã bỏ ra rất nhiều thứ để được đến với em có thể quay về bên cạnh anh không? Jin Jong liên tục lắc đầu, sau đó xin phép rời đi. Cô cứ đứng khóc mãi bên ngoài cho đến khi Tae-jun nghe tin vội vàng chạy đến. Nhưng cô bảo mình không sao và khách sạn cũng sẽ không có mệnh hệ gì nữa. Tae-jun lại sợ cô chịu thiệt mà khuyên Jin Jong từ giờ đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Khi đó Jun Hee đã được Chủ tịch Kim cho phép quay lại khách sạn làm việc. Người đầu tiên cô muốn gặp nhất chính là Tae-jun. Anh thắc mắc tại sao một tiểu thư như cô lại chọn đến đây làm việc, nhưng câu trả lời không phải quá rõ ràng hay sao. Jun Hee chín miệng nói cô thích Tae-jun nên muốn quay lại đây để được ở bên cạnh anh, mặt khác cũng muốn học cách kinh doanh của khách sạn. Sau đó cô đến văn phòng tình cờ gặp được Jin Jong nên đã nhờ cô giúp mình đưa một đĩa CD cho Tae-jun. Bên trong tổng hợp những kiểu trang trí nhà hàng và món ăn địa Trung Hải do chín tay Jun Hee thu thập để san sẻ gánh nặng với anh. Lúc nghe Jin Jong kể lại còn mỉa mai Tae-jun tìm được một cô bạn gái rất tốt. Phía này Hi-úc đã nhận ra Jin Jong cũng có tình cảm với mình nhưng cô lại không muốn quay về bên cạnh anh. Hi-úc có lẽ cả đời chỉ yêu một người con gái nên anh thề rằng sẽ dùng mọi cách để có được trái tim cô. Không ngờ lời vừa dứt Jin Jong đã xuất hiện ngay trước mặt anh. Tuy nhiên cô lại không dám đối diện với Hi-úc mà vội vàng trốn đi, anh lập tức đuổi theo kéo cô về phía mình. Hi-úc hẹn Jin Jong tối nay gặp mặt ở nhà thờ vì đây chính là cơ hội cuối cùng họ được ở bên nhau. Em nhất định phải đến, anh sẽ chờ em. Jin Jong mặc cho đồng nghiệp khuyên nhủ vẫn muốn đến điểm hẹn gặp Hi-úc bởi vì trái tim cô vốn đã thuộc về anh từ lâu. Lúc này có một vị khách kỳ lạ cứ luôn nhìn chằm chằm Jun Hee mãi tới lúc cô đến nhắc nhở họ đã đến giờ đóng cửa, anh ta mới chịu đứng lên thanh toán. Nhưng Mi Hee không muốn để cô tan ca mà bắt Jun Hee đi lau chén đĩa, sau đó phải sắp xếp lại bàn ăn mới được ra về. Cô mệt mỏi ngủ gục trong kho nên Jong Jae đã thay Jun Hee làm hết tất cả. Sau đó để lại một lời nhắn hy vọng Jun Hee sau khi thức dậy sẽ gọi cho mình. Không lâu sau cô đã gọi cảm ơn Jong Jae và hẹn anh gặp mặt ở cửa khách sạn. Nhưng không ngờ người đàn ông kia đột nhiên chặn đường Jun Hee mời cô đi uống cà phê với anh ta. Bởi vì cô rất giống người bạn gái cũ từng hẹn hò với anh ở nhà hàng này. Tên này liền đưa tay muốn chạm vào Jun Hee khiến cô hoảng sợ vung tay đánh vào mặt hắn. Thế là khiến hắn nổi điên lập tức bắt cô đi. Hắn đe dọa nếu mọi người không đưa bạn gái cũ tới sẽ cùng Jun Hee nhảy từ sân thượng xuống. Trên tay hắn còn đang cầm dao nên Tae-jun phải hết sức cẩn thận khuyên nhủ tên này. Lúc này đồng hồ đã gần 12 giờ đêm nên Jin Jong vô cùng nôn nóng. Dù vậy cô không thể bỏ đi chỉ vì khách sạn đang xảy ra sự cố. Jong Jae biết tin phi như bay đến hiện trường. Anh cùng Tae-jun trao đổi ánh mắt hợp tác tiếp cận vị khách kia. Ngay giây phút hắn sơ hở, Jong Jae lập tức lao tới tấn công tên này, thành công khiến hắn buông Jun Hee ra. Cô vô cùng sợ hãi ôm chặt Tae-jun mà không hề màng đến Jong Jae vừa liều mạng vì mình. Bên này Hi-úc sốt ruột đợi Jin Jong đã lâu nhưng không hề thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh cho rằng cô không hề muốn quay lại với mình nên tuyệt vọng vô cùng. Đến khi xong việc, Jin Jong vội vàng chạy đến nhà thờ nhưng đã không nhìn thấy anh ở đó nữa. Cô đành đến trước phòng đợi Hi-úc nhưng bất ngờ gặp Tae-jun ở đây. Hai người sánh bước cùng nhau trò chuyện. Ngay lúc đó xe của Hi-úc đột ngột dừng lại và anh bước ra khỏi đó. Jin Jong muốn giải thích lý do tại sao mình không đến điểm hẹn nhưng Hi-úc cho rằng lý do đang ở trước mặt anh khi nhìn thấy hai người khoác tay thân thiết như vậy. Tình cảm chân thành của anh bị tổn thương sâu sắc khi Jin Jong không hề đến gặp anh lần cuối cùng. Thậm chí còn chưa một lần tín nhiệm Hi-úc. Hôm nay cô đã để cho tôi nhìn rõ bộ mặt thật Seoul, tôi nhất định sẽ tóm gọn vào tay mình. Hi-úc liền quay sang Tae-jun chính thức tuyên chiến với anh, còn Jin Jong ở bên cạnh chỉ biết đau lòng rơi nước mắt. Sau đêm đó, tâm trạng của cô vô cùng u uất ảnh hưởng đến cả thái độ làm việc nên Sun Jong đã tới nhắc nhở. Còn có lòng khuyên cô nên nhanh chóng chấm dứt nó đi. Đột nhiên Tae-jun gọi đến bảo Jin Jong mau tới chỗ anh, nơi này còn chuẩn bị cả đèn cầy và nhạc nền quen thuộc nên cô mới bỗng chốc nhớ ra hôm nay là sinh nhật Tae-jun. Ngày xưa hai người từng lén trốn học đến nhà hàng nghe bài hát này mà thề rằng sẽ giống đôi nam nữ chính mãi mãi bên nhau, ngay cả thời gian cũng không thể chia tách họ. Cũng vào lần đón sinh nhật đầu tiên Jin Jong đã hôn Tae-jun nhưng bây giờ có lẽ họ không thể quay lại khoảng thời gian đó nữa. Anh rất tiếc nuối nụ cười hạnh phúc của cô trong quá khứ nhưng bây giờ có quá nhiều chuyện phiền muộn đánh mất đi nụ cười đó. Jin Jong hỏi Tae-jun có yêu thương mình hay không. Anh ấp úng trả lời mình thương yêu cô như một cộng sự mà thôi. Nhưng như thế lại khiến cô nhẹ nhõm hơn vì có lẽ họ mãi mãi trở thành bạn bè lại là một chuyện tốt. Khi hai người quay lại vô tình gặp Hi-úc khiến bầu không khí trở nên khó xử. Hai bên đưa ánh mắt như chấp chứa bao điều muốn nói nhưng miệng lại chẳng thể thốt ra, cứ thế lướt qua đối phương như người xa lạ. Hi-úc đã hạ quyết tâm sẽ không do dự chuyện thâu tóm khách sạn vì một ai nữa.
anh nhanh chóng tiến hành thu mua toàn bộ cổ phiếu bằng mọi giá, thậm chí trở lại thành thân hữu lạnh lùng của trước kia, chỉ biết cắm đầu vào công việc không bị bất cứ tình cảm nào chi phối. Rất nhanh anh đã ký kết hợp đồng mua lại 15% cổ phần Seoul từ các cổ đông nước ngoài. Còn hợp tác với giám sự Kim, người vẫn luôn phản đối Han Tae-jun, tình hình ngày càng nghiêm trọng nên tổng giám đốc và chủ tịch không thể lơ là được nữa, nhanh trí nghĩ phương thức đối phó với Hyuk. Mấu chốt cuối cùng của quá trình chính là 3% cổ phần của người nghị viên đã qua đời. Bây giờ lại được sang tên của vợ ông là Song Ji-un, nếu có được nó, Seoul sẽ lập tức đổi chủ ngay, không những vậy còn thay thế toàn bộ ban lãnh đạo bao gồm chủ tịch và tổng giám đốc. Ngay sau đó, Song Ji-un, người phụ nữ từng hại đời Tae-jun thê thảm, bây giờ lại có mặt tại khách sạn. Bà ta không ngừng hỏi thăm về tổng giám đốc và còn yêu cầu gặp mặt anh, nhưng Jin Jong lại nói dối Tae-jun đã đi công tác. Sau đó bà Song nhờ Jin Jong đi mua nội y và tất gia giúp cho mình. Vừa ra ngoài, cô đã căn dặn đồng nghiệp không được để Tae-jun biết người phụ nữ kia đã quay trở lại. Jin Jong không quên căn dặn quản lý Lee giữ mồm miệng, nhưng cô vừa quay đi, Sun Jong đã lỡ miệng tiết lộ cho giám đốc Ngô. Ngay sau đó Hyuk tìm đến ông để cùng nhau hợp tác thâu tóm Seoul. Anh hứa hẹn sẽ bổ nhiệm ông lên làm tổng giám đốc một khi có được khách sạn. Bây giờ chỉ cần tìm được Song Ji-un là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giám đốc Ngô lập tức nói cho họ biết bà ta đang ở trong khách sạn. Đồng thời Jun Hee đã tiết lộ cho Tae-jun biết bố cô đang tìm cách thu mua 3% cổ phần của bà Song. Cô vì nghĩ đến Tae-jun và cuộc sống của hơn 1.000 nhân viên nơi này mà không muốn nó đổi chủ. Cùng lúc đó Hyuk và Leo đã tìm tới bà Song trước. Anh ra giá cao hơn thị trường 20% để yêu cầu mua lại cổ phần, nhưng bà Song lại muốn thứ khác. Bởi vì ngoại hình của Hyuk quá đẹp trai nên bản tính lăng nhăng trước kia của Song Ji-un lại nổi dậy và muốn anh dùng thân báo đáp. Hyuk nhanh chóng từ chối nhưng đổi lại sẽ mời bà một bữa tối. Đúng lúc đó Jin Jong mang đồ tới cho bà Song, không ngờ lại gặp được Hyuk ở đây. Nhưng người phụ nữ này nhanh chóng đổi thái độ vì Jin Jong mua đồ không vừa ý mình. Bà ta nổi điên vứt nội y vào mặt của cô trước sự chứng kiến của Hyuk. Ngay sau đó bà Song đuổi cô ra ngoài rồi lập tức hạ giọng nói chuyện với Hyuk, nhưng anh không muốn nán lại lập tức rời đi. Cả hai đối diện nhau nhưng nhìn thấy Hyuk đi về phía mình, Jin Jong vội vàng bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn lâm vào ngõ cụt. Cô xấu hổ giấu túi đồ trước mặt Hyuk khiến anh không tài nào hiểu nổi sao cô lại từ chối mình để đi phục vụ cho những người khách như vậy. Cô bắt đầu tủi thân và nghẹn ngào nói rằng trước kia mình vốn rất yêu quý công việc này, thậm chí từng làm nhiều việc thiệt thòi hơn nhưng chưa bao giờ thấy xấu hổ cả. Từ khi quen biết Hyuk cô mới cảm thấy mất mặt trước anh. Điều này càng làm Hyuk nóng lòng muốn có được khách sạn hơn, nhưng Jin Jong liên tục cầu xin anh hãy buông tha cho Seoul. Nếu anh từ bỏ khách sạn em có quay lại với anh không? Jin Jong đã lưỡng lự không trả lời càng làm anh thất vọng vô cùng. Hyuk tìm đến Tae-jun xem ván cược này anh đã chuẩn bị đến đâu rồi. Tae-jun tràn đầy tự tin nói rằng anh đang giữ một át chủ bài, nhưng Hyuk không có chút gì lo sợ hết. Tiếp đó nhắc nhở tổng giám đốc phải quản lý nhân viên của mình cho tốt, không được để họ cầm nội y chạy tới chạy lui như vậy. Tae-jun cũng từ chỗ quản lý Lee biết được bà Song đang ở đây nên đã tìm Jin Jong hỏi rõ. Anh trách cô giấu giếm mọi thứ với mình còn lén đi gặp thân Hyuk. Jin Jong lập tức phản bác nhưng hai người bất đồng quan điểm nên đã to tiếng cãi nhau. Cô uất ức bỏ về thu dọn đồ đạc sau đó xin nghỉ phép để bình tĩnh lại tâm trạng. Còn Tae-jun lại đến gặp bà Song. Lý do bà đặc biệt quay lại đây là để xin lỗi hiểu lầm của 3 năm trước, nhưng vì Jin Jong đã nói dối nên bà Song mới làm khó cô. Sau đó bà giao lại 3% cổ phần mình đang nắm giữ cho Tae-jun và bắt tay làm lành với anh. Hyuk sau khi nhận được tin tức giao dịch với bà Song thất bại đã báo cho chủ tịch Kim biết, với nghi ngờ nội bộ có người tiết lộ tin tức. Bởi vì chỉ có anh và phía chủ tịch Kim biết Song Ji-un nắm giữ cổ phần quan trọng mà thôi. Chủ tịch liền nghĩ ngay đến Jun Hee bởi vì lúc đó cô cũng có mặt tại nhà hàng. Bên phía khách sạn sau khi có được át chủ bài của ván cược, bọn họ đã kéo nhau đi ăn mừng. Tae-jun không ăn cùng mọi người mà ở bên ngoài đăm chiêu cho tới lúc Jun Hee ra tìm anh. Lần này thuận lợi như vậy là nhờ có cô nên Tae-jun thật sự rất cảm kích. Đồng thời lo lắng bố sẽ trách tội cô, nhưng Jun Hee lại vui vẻ bảo anh hãy hộ tống cô về nhà xem như quả báo đáp. Hai người sánh bước bên nhau đi bộ trở về, thế này cũng khiến Jun Hee cảm thấy mãn nguyện. Càng hy vọng mỗi ngày sẽ được ở bên cạnh người mình thương, nhưng có lẽ ước mơ nhỏ nhoi này lại xa vời đến thế. Bởi vì bố đã xuất hiện tách hai người ra, còn cảnh cáo Tae-jun không được lợi dụng con gái mình để lấy tin tình báo. Đồng thời ông ngăn cấm Jun Hee từ nay không được đặt chân đến Seoul nữa, nhưng cô không thể chấp nhận được. Bởi vì cô thừa nhận mình đã yêu tổng giám đốc của Seoul, trong giây phút cô tuyệt vọng nhất chính anh đã xuất hiện như một tia sáng dẫn lối cho cô tìm được hạnh phúc của bản thân. Cho dù đây là tình yêu đơn phương đi chăng nữa cô cũng không mong cầu sẽ được đáp lại, nhưng chủ tịch Kim làm sao có thể để con gái độc nhất của mình yêu một người như vậy. Cô kết hôn với ai phải do chính ông quyết định. Jun Hee lập tức lấy ra lọ thuốc mẹ từng uống lúc lâm thời mà đe dọa bố nếu còn ngăn cản thì cô sẽ tự kết liễu như bà ấy. Còn Tae-jun lại buồn phiền đến tìm Jin Jong uống rượu. 3 năm trước cô đã từng vì Tae-jun mà quỳ gối cầu xin bà Song thanh minh cho anh, từng vì anh làm tất cả mọi chuyện mà không hề sợ mất mặt. Kiên nhẫn chờ đợi Tae-jun suốt 3 năm ròng rã, như cuối cùng anh chỉ muốn làm bạn với cô. Jin Jong bảo anh sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ tốt hơn mình bởi vì cơ hội không đến 2 lần trong đời.
Ngày hôm sau, chủ tịch bất ngờ tổ chức một cuộc họp quan trọng để giới thiệu một vị giám sự bên ngân hàng phái đến để đảm bảo việc ổn định nguồn tài chính khách sạn tiếp tục vay. Nhưng không ngờ người đàn ông hiên ngang bước vào lại chính là Thi Úc, hiện tại anh được bổ nhiệm làm người quản lý kinh doanh và cố vấn của khách sạn Seoul. Sau đó đưa ra tài liệu phân tích tình hình kinh doanh của khách sạn hiện nay phải nói là vô cùng tệ hại. Hi Úc trực tiếp ở trước mặt mọi người phê bình tổng giám đốc không biết cách quản lý mới khiến tình hình trở nên như vậy. Tiếp theo anh đưa tài liệu của bản kế hoạch kết cấu tổ chức của khách sạn đồng thời danh sách nhân viên cần cắt giảm. Mọi người buộc lòng phải làm theo yêu cầu của Hi Úc nếu không nguồn vốn ngân hàng đang cung cấp cho khách sạn sẽ bị cắt đứt. Tae Jun lập tức đuổi theo anh để ngăn cản chuyện sa thải nhân viên nhưng bây giờ người nắm quyền quyết định là Hi Úc chứ không phải anh. Toàn thể nhân viên nghe tin vô cùng hoang mang nên Jin Jong đã ra mặt trấn an họ. Tối hôm đó khi Jun Hi mang điểm tâm cho Tae Jun, anh đã thừa nhận sau khi gặp bố cô mới nhận ra mình đã thích Jun Hi. Cô nghe xong xúc động đến rơi nước mắt nhưng Tae Jun lo sợ mọi người sẽ không chúc phúc cho tình yêu của họ. Bất luận thế nào chỉ cần anh thừa nhận trong lòng đã có Jun Hi, cô chắc chắn sẽ dùng mọi cách để họ được ở bên nhau. Hôm sau Tae Jun mang bản kế hoạch đến cho Hi Úc nhưng anh lại thẳng thừng ném nó đi còn gọi đây là rác rưởi. Nếu đã không nghĩ ra sáng kiến nào buộc lòng phải sa thải nhân viên nhưng Tae Jun nói anh không làm được. Hi Úc lập tức nổi giận cảnh cáo nếu Tae Jun còn ngang bướng như vậy sẽ chín tay sa thải. Khi Tae Jun và Jin Jong vừa đi, giám đốc Ngô đã bảo Hi Úc giao chuyện cắt giảm nhân viên cho mình. Tae Jun cảm thấy mệt mỏi đã lên sân thượng thư giãn một chút, không ngờ lại gặp được Jun Hi nên cô nói sẽ cho anh mượn bờ vai để tựa vào. Cho dù anh muốn khóc cũng không sao, tôi nghĩ mình chưa mệt đến mức đó đâu. Anh rất tốt tuy nhiên lại có một khuyết điểm. Đó là không biết chấp nhận lòng tốt của người khác đối với mình. Việc của họ anh luôn sẵn sàng làm nhưng khi anh cần giúp đỡ thì lại từ chối người ta. Tae Jun bị cô nói trúng tim đen chỉ có thể im lặng còn Jun Hi lại tiến lên dựa vào vai anh. Hôm sau danh sách sa thải nhân viên đã chính thức công bố tổng cộng có hơn 100 người. Tae Jun nhận được tin tức giận xé hết tất cả đem đến tìm Hi Úc nói lý lẽ. Anh tức giận mắng Hi Úc là tên máu lạnh không có tình người. Nhưng quan điểm của cả hai trái ngược, Hi Úc chỉ làm việc dựa trên lợi ích, nếu không cắt giảm nhân sự thì Seoul sẽ nhanh chóng phá sản. Còn Tae Jun lại không muốn tiệt đường sống của những nhân viên kia, nếu bớt đi những người này sẽ không có khách sạn. Người ở đâu mà không có chứ, tôi thấy anh cũng cần bớt thêm một thứ nữa, phụ nữ của anh cũng rất nhiều. Tae Jun mở miệng châm biếm một câu liền lập tức bỏ đi. Chủ tịch biết chuyện nổi giận trách tội giám đốc Ngô nhưng anh cho rằng Han Tae Jun cứ nhu nhược như vậy khách sạn sẽ phải phá sản chi bằng mình công khai làm người xấu giải quyết tất cả. Tình hình ngày càng căng thẳng khi nhân viên quản lý thiết bị và nhân viên vệ sinh đình công không chịu tiếp tục làm việc khiến Tae Jun càng đau đầu. Jin Jong muốn ra mặt tìm Hi Úc nói chuyện nhưng Tae Jun không cho cô xen vào. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh quyết định cầu xin Hi Úc hãy buông tha cho khách sạn nơi mà anh đã gắn bó suốt từ thuở ấu thơ. Tôi xin anh đừng khiến họ trở nên bất hạnh, đừng đẩy họ vào hoàn cảnh khốn cùng. Sau đó anh đặt đơn từ chức lên bàn và chúc mừng Hi Úc đã chiến thắng ván cược này. Trong khi đó Jin Jong cùng với Sun Jong đi hát karaoke để giải tỏa tâm trạng. Cô phân vân tình cảm mình dành cho hai người đàn ông rốt cuộc là thế nào. Một người cho cô cảm giác rất yên tâm chỉ muốn nương tựa vào. Còn người kia lại trông rất cô đơn làm cô chỉ muốn bên cạnh an ủi anh ấy. Khi cô cùng tiền bối ra về không ngờ lại gặp Hi Úc. Sun Jong lập tức tránh mặt để họ giải quyết mọi khúc mắc. Hi Úc nói nếu cô đã không chịu tiến bước vậy thì anh sẽ từng bước đi tiếp cận Jin Jong để cô bằng lòng trở về với mình. Nhưng như vậy quá tàn nhẫn khi chính anh là người đã đẩy hơn 100 đồng nghiệp của cô vào cảnh khốn khổ. Anh đã làm điều tàn nhẫn như vậy còn có thể bình thản hay sao? Vậy em muốn anh biến mất sao? Tôi thật sự mong mình có thể quên hết tất cả xem nó như kỷ niệm đẹp mà thôi. Nhưng Hi Úc lại bảo rằng trong lòng anh đã xây nên một khách sạn của riêng cô. Thế mà Jin Jong lại nhẫn tâm đẩy anh ra xa khiến con tim anh đau nhói hết lần này đến lần khác. Cô rơi nước mắt xót xa ôm chặt người đàn ông trước mặt. Hi Úc đã cho cô một lời hứa chỉ cần Jin Jong chịu đợi anh trong vòng một tháng, chắc chắn sẽ không khiến cô phải hối hận. Cùng lúc đó Tae Jun thâm nhập vào văn phòng của Hi Úc lén lút trộm tài liệu của anh để giao nộp cho tòa soạn. Anh muốn lợi dụng sức ép của truyền thông, tuy nhiên việc một tổ chức điều tra thông tin về doanh nghiệp họ chuẩn bị thu mua là một việc hợp pháp. Nếu muốn đăng tin phải có tin tình báo chính xác hơn về việc huy động nguồn vốn khổng lồ mà chủ tịch Kim đã dùng để thu mua cổ phiếu. Hôm sau Jun Hi biết chuyện Tae Jun đã từ chức thì vô cùng kinh ngạc. Ở khách sạn chưa ai biết chuyện này, ngay cả Jong Jae và chủ tịch cũng chưa biết. Jun Hi vội tìm đến Jin Jong để cô xác nhận tình hình, ngay sau đó tổ chức một cuộc họp gấp. Bởi vì tổng giám đốc đột ngột biến mất giữa lúc tình hình đang căng thẳng nên Jin Jong muốn tham khảo ý kiến mọi người. Bếp trưởng nghĩ nếu Tae Jun là bị người ta ép buộc thì bọn họ cũng sẽ đồng lòng đệ đơn từ chức để tạo sức ép với Hi Úc. Đúng lúc đó giám đốc Ngô xuất hiện ngăn cản mọi người nên đã xảy ra tranh chấp với nhân viên. Mọi người lập tức lao đến tách họ ra, đồng thời một nhân viên đã báo lại tình hình cho Tae Jun, còn chủ tịch cũng nhanh chóng có mặt ngăn cản mọi người. Anh đã gọi cho bà báo rằng đơn từ chức chỉ là mồi nhử mà thôi. Mục đích thật sự là để âm thầm xử lý chuyện của khách sạn. Mặt khác chủ tịch đã biết Jun Hi là con gái của chủ tịch Kim nên quyết định sa thải cô. Bởi vì ông ta chính là lý do khiến chồng bà lên cơn đau tim mà qua đời, không những vậy còn đẩy khách sạn vào tình thế như bây giờ.
Tuy nhiên, Jun Hee kiên quyết sẽ không rời bỏ khách sạn bởi vì đã sớm xem nơi này là nhà mình. Nếu bị sa thải, cô có cảm giác như bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Jong Jae nghĩ rằng thân phận của họ giống như Romeo và Juliet, nhưng Jun Hee lại bảo với anh bọn họ không phải quan hệ yêu đương. Câu nói này khiến anh đau lòng vô cùng, chỉ có thể hét thật to tên của cô, nhưng người trong lòng Jun Hee chỉ có Tae Jun. Bài báo còn chưa chính thức tung ra đã lọt vào tay của Chủ tịch Kim khi mạng lưới quan hệ của ông không phải tầm thường. Cả hai đều biết rõ Tae Jun đã giở trò, nhưng Hee Uk không quá bận tâm trò chơi truyền thông của anh. Tuy nhiên, Chủ tịch Kim lại muốn nhanh chóng nhổ bỏ cái gai trong mắt này nên đã ra lệnh cho thuộc hạ xử lý Tae Jun. Bên này, Hee Uk gọi cho Jin Jong tha thiết muốn được gặp cô để đưa một thứ. Không ngờ nó lại là đơn từ chức của Tổng Giám đốc, khiến cô hết sức ngạc nhiên, lập tức kích động mắng Hee Uk quá tàn nhẫn mới ép Tae Jun đến bước đường này. Đối với Tae Jun, khách sạn là toàn bộ sinh mạng của anh ấy. Anh làm như vậy thật là quá đáng. Nếu anh khiến Tae Jun bị bất cứ tổn thương nào, cả đời tôi cũng không muốn gặp lại anh. Jin Jong cứ liên tục nói những lời đau lòng rồi vội vàng bỏ đi mà không cho Hee Uk có bất cứ cơ hội nói lời nào. Ngay đêm đó, Tae Jun lại tự giác đến tìm anh và rất tự tin khi trong tay nắm giữ nhiều tài liệu quan trọng. Tae Jun ra điều kiện với Hee Uk: thứ nhất, bãi bỏ việc sa thải nhân viên; thứ hai, thừa nhận trước truyền thông rằng đã cưỡng chế nhận đơn từ chức, sau đó trả lại nó để anh họp bàn với ban giám sự, cuối cùng hứa rằng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Hee Uk đồng ý với anh, nhưng đơn từ chức không thể trả bởi vì đã bị xé mất. Sau khi kết thúc giao dịch, Tae Jun thư thả rời đi, nhưng không ngờ lại bị người của Chủ tịch Kim bắt đi. Hee Uk phó thác cho Giám đốc Ngô bãi bỏ sa thải nhân viên, nhưng ông lại không đồng ý, còn cho rằng anh đã bị những lời gối đầu bên tai của phụ nữ làm lu mờ lý trí. Ở khách sạn này không ai không biết mối quan hệ giữa anh và Jin Jong cơ chứ. Trong khi đó, Chủ tịch Kim muốn dùng tiền để khiến Tae Jun chịu ngoan ngoãn mãi mãi. Bất luận là tiền lương, tiền thưởng, tiền về hưu, cả đời của anh ông đều có thể trả đủ chỉ cần anh ra giá. Tôi nghĩ là 120 triệu, Chủ tịch Kim nghe xong phì cười nhưng nét mặt lập tức trở nên đáng sợ. Ông muốn có được Seon nhưng cũng không muốn bỏ lỡ một nhân tài như Tae Jun, nên muốn dùng cách tốt nhất có được cả hai. Chứ không muốn tên người Mỹ gốc Hàn kia xong việc lại ôm tiền chạy mất. Tuy nhiên, Tae Jun vẫn kiên quyết không về phe ông, khiến Chủ tịch nổi giận ra lệnh cho thuộc hạ đánh anh đến nỗi ngất đi. Thông báo ngừng sa thải nhân viên đã được dán mọi nơi trong khách sạn khiến mọi người hết sức vui mừng. Họ đều biết do Tae Jun đã nỗ lực giành lại nơi này nên vỗ tay tán thưởng anh, nhưng lại không ai nhìn thấy Tổng Giám đốc đâu cả. Jin Jong đến văn phòng tìm cũng không có, chỉ có mỗi Jun Hee cũng đang đợi anh. Cô chỉ biết sau khi Tae Jun đến gặp Hee Uk thì mất tích. Jin Jong lo lắng gọi cho Hee Uk hỏi tung tích của Tae Jun, nhưng anh cũng không biết. Hee Uk nghi ngờ Chủ tịch Kim đã ra tay nên gọi cho ông, nhưng Chủ tịch lại phủ nhận mình vô tội. Sau đó ông quay sang cảnh cáo Jun Hee từ giờ không được đến khách sạn nữa, vì dù gì nó cũng vào tay ông. Tới lúc đó cô muốn làm chủ tịch cũng được, sao phải tới nhà hàng khom lưng cúi gối phục vụ làm gì. Trong lúc bố ra ngoài, cô đã đọc trộm tin nhắn thuộc hạ nên biết được Tae Jun đang ở sân golf. Ngay sau đó Jun Hee cùng Jin Jong và Hee Uk vội vàng chạy đến đó. Quả thật đã nhìn thấy anh thương tích đầy mình đang nằm trên bãi cỏ nên mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Rất may chỉ là bị thương bên ngoài, nhưng Jun Hee vẫn kiên quyết ở lại chăm sóc Tae Jun, còn Jin Jong lại ghê sợ con người của Chủ tịch Kim. Cô sợ một ngày nào đó Hee Uk cũng sẽ trở nên giống ông ta. Jin Jong tựa đầu vào vai Hee Uk, tự hỏi tại sao định mệnh lại dùng cách này để họ gặp nhau. Mặt khác, Hee Uk muốn chấm dứt hợp đồng với Chủ tịch Kim vì ông đã giấu giếm anh chuyện của Tae Jun. Hơn nữa, phương thức làm việc của họ cũng trái ngược nhau nên không thể hợp tác được nữa. Đồng thời, Tae Jun cũng đã xuất viện và quay lại khách sạn. Anh nhanh chóng đến gặp mặt Chủ tịch. Không lâu sau, Jong Jae cùng Jun Hee đến thăm Tae Jun, lại bị Chủ tịch nổi giận mắng cô tại sao đã bị sa thải vẫn còn đến đây. Jun Hee lập tức ra ngoài khiến Jong Jae trách móc mẹ tại sao lại vì Chủ tịch Kim mà trút giận lên cô ấy. Bà bị anh làm kích động mà ho không ngừng. Bên này, Hee Uk đã điều tra được tài liệu của cô em gái thất lạc 20 năm trước. Cô là Shin Jong Hee và còn có một cái tên khác là Jenny. Bên trên còn có số điện thoại, nhưng khi Leo gọi đến lại là số của nhà bếp khách sạn Seoul. Hee Uk đích thân đến phòng bếp tìm cô, nhưng Jenny không hề biết người trước mặt là anh trai mình. Còn rất ghét Hee Uk vì là kẻ thù của khách sạn. Anh đến đây để tìm xem ai có thể sa thải hay sao. Dù anh có là giám sự cũng không được tùy tiện vào đây. Dứt lời cô đã bỏ đi một mạch, còn Hee Uk chỉ chăm chăm nhìn em gái không biết nói gì. Tối đến anh tâm sự cùng Jin Jong, kể cho cô biết mình đã gặp lại bố và em gái. Nhìn thấy Jenny đang chịu khổ như vậy, anh cảm thấy như tất cả đều là lỗi của mình. Hee Uk mãi không quên cái ngày mình bị bố bỏ rơi để anh phải sống cùng những người xa lạ. Nhưng anh lại kiếm được nhiều tiền và danh tiếng, không phải thành công hay sao? Thành công là gì khi anh không thể đeo sợi dây chuyền lên cổ người con gái mình yêu? Sau khi nghe những lời tâm sự thật lòng của Hee Uk, Jin Jong cảm thấy bức tường giữa hai người như bị phá bỏ, cho cô cảm giác thân thiết với anh hơn. Nếu Hee Uk đã không có can đảm nói thật với Jenny, Jin Jong sẽ thay anh làm điều đó. Cô bé sau khi nghe tất cả từ miệng cô, ngay hôm sau đã lập tức đến tìm anh trai. Hee Uk liền mời cô vào phòng mình và không ngừng hỏi han cô, nên Jenny kể cho anh trai biết quá khứ của mình. Nếu không được Tae Jun cưu mang, có thể cô đã trở thành một kẻ nghiện ma túy hoặc là mất mạng dưới tay xã hội đen. Em sống rất cực khổ hay sao?
Em không nhớ nữa nhưng thật may mắn vì anh trai của em lại thành công như vậy. Nếu anh là người tốt thì thật tốt biết bao. Jenny vừa tự hào vừa buồn bã rơi nước mắt khi gặp lại người anh thất lạc bao lâu nay nhưng cũng đồng thời là kẻ thù của khách sạn. Hữu cũng kể cho cô biết chuyện của bố sau đó vì em gái mà đến Đông Hải một lần nữa. Bên này Jin Jong tiết lộ Jenny là em gái của Hữu cho Tae Jun biết khiến anh kinh ngạc vô cùng. Nhưng Jenny lại bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ nên cô đã nhờ Tae Jun khuyên nhủ con bé. Anh đến nhà Jenny cố gắng khuyên nhủ cô nhận lại người thân bởi vì đó không phải mục đích ban đầu cô muốn quay lại Hàn hay sao. Ngày hôm sau Leo đón ông Shin đến khách sạn Seoul để chuẩn bị nhận lại con ruột của mình. Hữu cùng Jenny nắm tay nhau bước đến gặp bố. Giây phút nhìn thấy con của mình ông đứng bật dậy còn Jenny lại xúc động không nói nên lời lập tức hành đại lễ với bố. Cho dù đã từng bị ông bỏ rơi nhưng đây cũng là người mà Jenny ngày đêm nhớ thương tìm kiếm suốt bao năm qua. Bố liền đỡ Jenny dậy khóc nức nở cầu xin cô tha thứ. Con hãy tha thứ cho bố là bố có lỗi với hai con. Không sao cả, con cảm ơn bố đã xuất hiện tại nơi này để con được gặp bố lần nữa. Hai bố con xúc động ôm chầm nhau khóc nức nở trong niềm vui đoàn tụ khiến Hi Úc ở bên cạnh cũng không kiềm nổi cảm xúc của mình. Lúc này Jin Jong đặc biệt đến tìm Tae Jun để hỏi anh. Nếu một ngày em từ bỏ tất cả đến bên cạnh Hi Úc liệu em có phải người xấu không? Nếu em chọn tình yêu của bản thân thay vì sự an nguy của khách sạn có phải em rất ích kỷ không? Cô có thấy hạnh phúc nếu ở bên cạnh anh ta không? Tuy em không rõ tương lai thế nào nhưng em biết anh ấy cần em. Nếu cô đã nghĩ như vậy thì cứ việc nghe theo con tim của mình. Bất luận là ai nói gì cứ mặc kệ họ. Nhưng thứ Jin Jong muốn nghe nhất là suy nghĩ thật lòng của Tae Jun. Đúng lúc đó Jun Hee mang điểm tâm đến nên anh đã đưa cô về nhà còn hẹn chuyện này để lần sau nói. Tae Jun muốn giúp Jun Hee lựa lời với chủ tịch nhưng cô không muốn anh vì mình mà bị ảnh hưởng. Cho dù Tae Jun chỉ mãi đứng im ở đó không chịu tiến tới trong mối quan hệ này, Jun Hee cũng sẽ tiếp tục cố gắng trừ khi anh nói mình đã chán ghét Jun Hee cô mới có thể dừng lại. Nhưng Tae Jun bảo anh tuyệt đối sẽ không bao giờ có suy nghĩ ghét bỏ cô, chỉ cần là như vậy thôi cũng đủ khiến Jun Hee mãn nguyện rồi. Hôm sau Jenny đưa túi quà của bố cho Hi Úc đồng thời cảm ơn anh đã giúp cô gặp lại ông. Anh đã mua cho bố một căn nhà ở Đông Hải để bất cứ khi nào em gái muốn đều có thể đến gặp ông. Hơn nữa anh muốn đưa Jenny trở lại Mỹ để nuôi cô ăn học đàng hoàng. Bất luận là em muốn gì anh đều sẽ đáp ứng cho em, anh sẽ đền bù mất mát bao năm qua cho em. Em không hề mất mát gì hết lại cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì được làm công việc nấu ăn mà mình yêu thích nhất. Chỉ là anh có thể đừng làm khó khách sạn nữa hay không, em đã nợ chú Tae Jun quá nhiều. Em cầu xin anh, Hi Úc vô cùng khó xử trước sự khẩn cầu của Jenny nhưng anh chỉ có thể nói xin lỗi. Sau đó Chủ tịch Kim nói với anh ông muốn bán toàn bộ cổ phần mình đang giữ của Seoul cho một khách sạn ngoại quốc bởi vì họ đã hứa sẽ cho Chủ tịch một cái giá rất thỏa đáng. Chung quy ông làm ăn cũng là vì muốn kiếm lời nên đã đồng ý với họ. Tuy nhiên Hi Úc lại đề xuất Chủ tịch Kim hãy giữ lại Seoul bởi vì đây là một khách sạn rất tiềm năng có thể chuyển hóa lỗ thành lãi trong vòng 2 năm. Nhưng Chủ tịch Kim không quan tâm nhiều như vậy, thứ ông muốn là khoản tiền trước mắt mà thôi. Hi Úc không muốn dùng cách thức trước đây để thu mua khách sạn biến những nhân viên có thâm niên lâu năm rơi vào cảnh khốn đốn nếu nó bị sang tên. Việc làm nhẫn tâm như vậy anh không muốn làm nữa mà bỏ đi. Các nhân viên gặp anh vui vẻ chào còn gọi Hi Úc là người đàn ông 300 đóa bông hồng. Hi Úc đi dạo xung quanh khách sạn nhìn thấy các nhân viên ở đây đều rất niềm nở với khách và tận tâm với công việc của họ. Cả em gái Jenny của anh cũng rất đam mê với công việc của cô. Chợt đồng nghiệp nhìn thấy Hi Úc nên đã bảo Jenny ra gặp anh. Tối nay cô muốn tổ chức một bữa ăn gia đình nên rất hy vọng Hi Úc sẽ đến. Anh cảm thấy mệt mỏi muốn tìm một nơi yên bình nên Jin Jong đã đưa Hi Úc đến nơi bí mật của cô. Nơi này cho anh cảm giác yên bình thanh thản mà trước nay Hi Úc chưa từng để ý. Đến bây giờ anh mới nhận ra nhân viên ai ai cũng rất niềm nở với mình. Chỉ trách bản thân lúc trước quá vô tâm chưa bao giờ để ý tới người khác. Khi Tae Jun tìm chủ tịch, bà đã cảm ơn anh vì suốt thời gian qua luôn không ngừng nỗ lực cứu lấy Seoul. Sau này nếu gặp bố của Jong Jae tôi nhất định sẽ nói với ông ấy. Tae Jun nghe những lời này tuy nhẹ nhàng nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu tựa như chủ tịch đang nói lời từ biệt với mình. Thông qua lời khuyên nhủ của Tae Jun, chủ tịch đã đồng ý cho Jun Hee quay trở lại khách sạn làm việc. Bà gọi cô đến văn phòng xin lỗi Jun Hee vì thái độ lúc trước của mình. Đồng thời muốn nói cho cô biết một bí mật, đó là chủ tịch đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Sau khi bác đi rồi chỉ còn một mình Jong Jae ở lại nơi này. Vì vậy cầu xin con hãy trở thành bạn tốt với nó. Jun Hee nước mắt không ngừng tuôn rơi gật đầu đồng ý với chủ tịch. Có một chuyện trước nay bà chưa từng tiết lộ với ai, đó là mình với chủ tịch Kim đã quen biết nhau từ lúc nhỏ. Đồng thời chủ tịch Thôi và chủ tịch Kim từng là bạn thân của nhau nhưng lại vì bà mà sứt mẻ tình cảm. Tấm ảnh này cũng chính tay ông ấy đã chụp cho phu nhân. Jun Hee đã xin nó làm kỷ niệm nhưng lúc cô ra ngoài mắt vẫn còn ngấn lệ khiến Jong Jae hiểu lầm mẹ lại trách mắng cô. Anh tức giận tranh cãi với bà còn nói rằng từ giờ mình sẽ không bước chân vào đây nữa. Ngay giây phút con trai vừa cất bước đi, chủ tịch đã kích động mà ngất xỉu. Tae Jun đến thăm bà mới phát hiện chủ tịch đã bị ung thư khiến anh không tài nào chấp nhận nổi.
Anh muốn chủ tịch sang Mỹ để tìm một tia hy vọng nhưng bà không muốn lãng phí khoảng thời gian quý báu cuối cùng để xạ trị. Dù chỉ sống thêm được một ngày tôi cũng muốn sống với người tôi thương yêu nhất. Nếu Rong Jae biết được chuyện này chắc nó sẽ đau lòng lắm. Tuy nó là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện nhưng nội tâm lại rất hiền lành. Vì vậy chủ tịch dặn dò Tae Jun giữ bí mật với Rong Jae cho đến khi bà chút hơi thở cuối cùng. Cho dù thế nào đi chăng nữa mẹ cũng rất thương yêu đứa con trai này nên đã gửi gắm Tae Jun chăm sóc cho anh. Trong khi đó Rong Jae vẫn như một người vô tư cùng Jun Hee ra ngoài chơi bắn pháo hoa. Cô kể cho anh nghe thời trẻ mẹ của Rong Jae từng quen biết bố mình càng làm Jun Hee tin vào duyên phận. Cô hy vọng giữa mình với Tae Jun cũng sẽ có duyên phận này. Cùng lúc đó anh đến nhà thăm Jenny vô tình lại nhìn thấy Hee Uk cũng đang ở đây. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo nên Tae Jun thúc giục Jin Rong mau quay về. Nhưng vì anh đột ngột bỏ đi không nói tiếng nào nên cô không thể bàn giao quầy lễ tân được. Vì vậy Tae Jun phải quay lại Jin Rong mới có thể tan ca. Hee Uk đồng thời cũng đến đón cô. Hai người cùng nhau đi dạo trong khách sạn chia sẻ suy nghĩ với đối phương. Hee Uk cho rằng trong lòng Tae Jun có thể vẫn còn hình bóng của Jin Rong. Vừa mới vượt qua một con sông dài là khách sạn để đến bên cô bây giờ là có thêm một ngọn núi là Han Tae Jun. Nhưng con đường mà Hee Uk muốn đi anh sớm đã quyết định từ lâu. Vì vậy đã tiêu hủy tất cả những tài liệu quý giá liên quan đến khách sạn Seoul, đồng thời kết thúc hợp đồng với chủ tịch Kim vì anh không muốn để nó rơi vào tay nước ngoài. Cho dù phải bán hết toàn bộ tài sản mà Hee Uk đang có anh cũng phải mua hết cổ phần của khách sạn. Điều này khiến Leo vô cùng bất mãn khi anh đem hết công sức 10 năm của họ tiêu tán vì một người phụ nữ. Nhưng Hee Uk nói anh vốn đã xem Leo như một người bạn, người anh thân thiết của mình vì vậy hy vọng ông sẽ chúc phúc cho tình yêu của mình và Jin Rong. Khi đó cô đã mời cả hai đến cùng dùng bữa để hai bên giảng hòa với nhau. Hee Uk tiết lộ từ giờ anh không còn là giám sự nữa mà là cổ đông của Seoul. Nói hôm qua còn là kẻ địch nay đã trở thành đồng minh khiến Tae Jun cảm thấy mình như đang bị lừa. Bầu không khí trở nên gượng gạo hơn nên anh đã tránh đi. Thời gian sau Hee Uk đã chính thức chấm dứt hợp đồng hợp tác với chủ tịch Kim đồng thời phê phán hành vi làm việc trái pháp luật của ông. Bị một người trẻ tuổi hơn mình ở trước mặt vênh váo khiến chủ tịch nổi trận lôi đình âm thầm nghĩ cách trả đũa anh. Bên này Jin Rong trách móc Tae Jun tại sao lúc nãy ở trước mặt Hee Uk lại nói những lời như vậy. Hai người tranh cãi làm cô cảm thấy hối hận vì trước kia đã từng cầu hôn anh. Jin Rong thốt ra câu này với thái độ bình thản khiến Tae Jun cảm thấy tổn thương vì nó từng là kỷ niệm đẹp đối với anh. Cùng lúc đó, chủ tịch Kim đã đưa nhầm tài liệu quan trọng cho Jun Hee vì ngỡ nó là tài liệu du học của cô. Ông muốn con gái rời xa nơi này sang nước ngoài học tập kinh doanh và đặc biệt phải quên đi Han Tae Jun. Chủ tịch Kim ở trước mặt Jun Hee nói với viện kiểm sát rằng ông chuẩn bị khởi kiện Hee Uk. Nhưng không ngờ tài liệu cơ mật kia lại bị vệ sĩ chuyển nhầm sang cho Jun Hee khiến ông nổi điên trừng trị anh ta. Đồng thời Jun Hee đã mang tài liệu thư kiện sang cho Hee Uk xem. Đây đều là những bằng chứng bất lợi với anh bởi vì Hee Uk đã phạm luật trong giao dịch ngoại tệ tại Hàn Quốc nên chủ tịch Kim có thể đưa nó ra tòa án. Jun Hee quyết định quay lưng với bố để đền đáp lúc trước anh từng giúp mình làm việc tại khách sạn, đồng thời khẩn cầu anh hãy giúp đỡ Tae Jun khi cô không còn ở đây. Mặt khác, Hee Uk muốn sử dụng những tài liệu có liên quan đến chủ tịch Kim để đối đầu với ông ta, chỉ cần trình nó cho cục thuế thì chủ tịch Kim chắc chắn sẽ không thể thoát tội. Trong khi đó, ông vẫn đang vênh váo uy hiếp Tae Jun mau ép chủ tịch Oh mau chóng bán cổ phần để trả nợ ngân hàng bằng không sẽ không thể cứu vãn nữa. Tình hình ngày càng nghiêm trọng nhưng nhân viên trả những không rời bỏ khách sạn còn muốn hy sinh mấy tháng lương của mình để san sẻ một phần gánh nặng với cấp trên. Jun Hee đã tới tìm Tae Jun cho anh biết mình chuẩn bị đi du học vì vậy đã hẹn nhau cùng ăn một bữa cuối cùng trước khi cô đi xa. Tối hôm đó, Leo đã theo kế hoạch của Hee Uk giả vờ phản bội anh để hợp tác với chủ tịch Kim, đồng thời Hee Uk đã đồng ý giúp Tae Jun giải quyết tất cả khoản nợ của Seoul. Trước đây anh từng nói chỉ chơi trò chơi mình nhất định thắng, vậy có phải vì sợ thua mới giúp tôi không? Người như tôi thua quen rồi nên cảm thấy thắng cuộc như một điều xa xỉ. Có điều tôi rất biết ơn anh, Tae Jun lập tức cúi đầu bày tỏ sự cảm kích với Hee Uk. Buổi sáng sau khi chạy bộ trở về đều được nhìn thấy Jin Rong và trò chuyện cùng cô cũng là một niềm hạnh phúc với Hee Uk. Anh vốn dĩ muốn ở bên cô lâu hơn một chút nhưng lại có một việc hệ trọng chuẩn bị giải quyết. Hee Uk tiễn Leo lên đường ký kết hợp đồng với chủ tịch Kim để ông ta ngoan ngoãn bán toàn bộ cổ phiếu mình đang nắm giữ để đổi lại một khoản tiền khổng lồ trong tài khoản. Hee Uk đã bán toàn bộ tài sản của mình để mua số cổ phiếu đó với giá gấp đôi. Điều này đồng nghĩa ngoài cổ phần trong Seoul ra anh hoàn toàn không còn gì trong tay nữa. Chủ tịch Kim tới lúc phát hiện mình bị lừa bán đi cổ phần và những khoản nợ khác thì nổi trận lôi đình tới tìm Hee Uk nhưng lại không thấy anh đâu nữa. Trong khi đó, Hee Uk đã chuẩn bị một cuộc hẹn vô cùng quan trọng với Jin Rong. Anh cho gửi một bức thư bên trong là sợi dây chuyền Jin Rong đã vứt lúc trước kèm một lời nhắn muốn ăn tối cùng cô. Hee Uk còn đích thân cho xe đến đón Jin Rong. Trong khi cô ăn mặc thật xinh đẹp đến nơi hẹn của anh. Đèn đột nhiên tắt đi chỉ còn những ngọn nến lung linh mờ ảo và anh xuất hiện giữa trung tâm ánh đèn. Anh vì để mua cổ phiếu của khách sạn Hoa Khắc đã bán đi hết tài sản của mình nên không còn gì trong tay hết, ngay cả ngôi nhà chuẩn bị đón em về cũng không có. Giờ anh chỉ là một kẻ trắng tay đứng trước mặt em nhưng anh vẫn muốn nói anh yêu em. Xin em hãy kết hôn với anh, Jin Rong hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt lập tức đưa tay ra để Hee Uk đeo nhẫn cho cô. Hai người tiến đến âu yếm ôm chặt lấy nhau.
Chiếc nhẫn kia là món quà quý giá cuối cùng anh có thể tặng cho Jin Dong bởi vì bản thân bây giờ đã không còn tài sản gì nữa, nhưng cô nói không sao hết vì mình có thể đi làm nuôi anh. Hee-up kể cho cô nghe lúc nhỏ khi anh phát hiện mình khác biệt chủng tộc và màu da so với bố mẹ nuôi thì rất đau khổ, nhưng họ chưa bao giờ lạnh nhạt với anh cả. Hee-up trước kia từng được một người bạn ở cô nhi viện tặng cho một cái ná, dù anh vô tình dùng nó bắn vỡ kính cửa sổ. Bố nuôi cũng không hề tức giận còn hỏi anh có bị thương hay không. Nhưng ông lại không cho Hee-up chơi với cái ná nữa mà tịch thu nó, khiến anh nổi giận làm loạn còn phá hết cây trong vườn rồi đào cả đất lên. Mẹ nuôi tưởng anh bị thần kinh liền đưa Hee-up đến bác sĩ tâm thần, khiến trái tim anh vô cùng tổn thương, đến bây giờ nó vẫn là một vết sẹo trong lòng anh. Jin Dong đến bên cạnh Hee-up nhẹ nhàng an ủi anh, từ giờ những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Từ nay chúng ta có thể vui vẻ sống chung với bất kỳ người hàng xóm nào. Người như anh có quyền được sống hạnh phúc như vậy sao? Bởi vì anh đã có em, hai người âu yếm nắm chặt tay nhau như lời hứa sẽ không bao giờ tách rời. Jin Dong muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất đã cùng anh đi chụp ảnh lấy liền. Cho dù là đi đâu hay làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đồng hành cùng cô, Hee-up luôn cảm thấy vui vẻ và tự do. Đồng thời đêm đó anh đích thân hẹn gặp mặt chủ tịch Kim để quyết định ván bài cuối cùng. Anh âm thầm hợp tác với người của viện kiểm sát để thu thập bằng chứng bất lợi với chủ tịch Kim. Chỉ cần có thể dụ ông ta nói ra quá trình thu mua doanh nghiệp và ghi âm lại, nó có thể trở thành bằng chứng trước tòa. Nhưng đây là một việc hết sức nguy hiểm vì không ai có thể đảm bảo an toàn của Hee-up khi một mình đến gặp chủ tịch. Dù vậy, anh vẫn quyết tâm dấn thân vào nguy hiểm chỉ vì lời hứa bảo vệ cho khách sạn Hoa Khắc, nơi mà người con gái anh yêu quý trọng nhất. Nhưng Leo không an tâm đã lập tức liên lạc với Jin Dong để cô cùng Tae Jun đến cứu Hee-up. Ở bên này, anh đã bắt đầu bước vào sân golf, còn người của viện kiểm sát đang bố trí bên ngoài. Cậu đã từ trong túi tiền của tôi mà lấy đi mua cổ phiếu. Tôi biết người học ở Harvard rất thông minh nhưng không ngờ lại biết cả lừa gạt. Giấy nợ biến thành tiền mặt trở vào túi chủ tịch nên ông đâu có mất mát gì. Chủ tịch lập tức nổi điên khi Hee-up dám ở sau lưng phản bội ông, vì vậy sẽ không cho anh bình an bước ra khỏi nơi này. Lúc bấy giờ Tae Jun đã cùng Jun Hee đến sân golf nhưng anh không cho phép Jin Dong theo cùng. Tuy nhiên kế hoạch vẫn đang tiến hành nên cảnh sát không cho họ vào trong. Hee-up ra điều kiện với chủ tịch Kim rằng chỉ cần ông buông tha cho Hoa Khắc, anh sẽ trả lại số tài liệu kia. Nhưng chủ tịch không hề lo lắng vì ông đã tự dùng cách thức của mình thu mua không biết bao nhiêu doanh nghiệp. Từ việc giải toán công hội hóa học cho tới giám sự thương đông vật sản, ông đều bắt đến sông sau đó lột sạch quần áo ném xuống. Để thu mua doanh nghiệp chính, John Kim Pok Won còn đốt nhà của ông chủ. Toàn bộ những gì chủ tịch nói đều bị người của viện kiểm sát thu âm lại toàn bộ. Bây giờ họ có thể cho phép Tae Jun thâm nhập vào trong. Đồng thời, chủ tịch Kim đã phát hiện Hee-up đang giữ thiết bị nghe lén, khiến ông ta nổi điên đích thân dùng gậy gôn đánh anh. Ngay lúc đó, Jun Hee chạy đến ngăn cản bố, đồng thời cho ông biết cảnh sát đang ở bên ngoài mới khiến chủ tịch chịu dừng tay. Khi nhìn thấy Hee-up trở về an toàn, Jin Dong đã vô cùng vui mừng ôm chặt lấy anh, nhưng chủ tịch Kim vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Ông muốn thu mua khách sạn Seoul để biến nó thành bình địa chỉ vì lòng tự ái không muốn thua kém bất kỳ ai. Hơn nữa cũng vì nỗi hận năm xưa bị bỏ rơi. Tuy nhiên khi Jun Hee tiết lộ bà ấy đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ông lập tức nguôi cơn giận còn biểu hiện sự lo lắng trên nét mặt. Nhìn thấy bố trầm ngâm như vậy, Jun Hee cũng không muốn đi du học nữa. Bố à, con rất thương bố. Con muốn ở lại chăm sóc cho bố, không phải bố rất cô đơn sao? Ông ôm lấy con gái và hy vọng cô sẽ cố gắng học hành để kế thừa sự nghiệp của mình. Bố nghĩ chắc mình không thể ra sân bay tiễn con được nữa, nhưng Jun Hee à, con đừng lo lắng mà hãy bảo trọng. Bố cũng phải bảo trọng. Bên này Hee-up cảm ơn Tae Jun vì lúc nãy đã cứu mình, đồng thời cho anh biết mình đã cầu hôn Jin Dong. Anh dự định sẽ cùng cô rời Hàn Quốc và hy vọng Tae Jun sẽ chúc phúc cho bọn họ. Còn chủ tịch Kim chính thức bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Jun Hee vẫn tiếp tục con đường du học của cô, nhưng trước khi đi cô muốn cùng ăn một bữa tối với Tae Jun nên đã nhờ những người đồng nghiệp thành toàn cho mình. Jun Hee xuất hiện trong bộ váy trắng đẹp lộng lẫy trước mặt Tae Jun, cùng anh ăn một bữa tối lãng mạn trước khi tạm biệt nhau. Tae Jun đặc biệt chuẩn bị quà cho Jun Hee nên cô hứa lần sau khi gặp lại mình sẽ mặc nó. Cô lại đưa cho anh một lá thư và dặn rằng khi mình đi rồi Tae Jun mới được mở ra, cũng không được đến sân bay tiễn mình. Ngày hôm đó Jin Dong vô tình phát hiện bác sĩ và Tae Jun nói về tình hình sức khỏe của chủ tịch. Biết không thể giấu cô được nữa nên họ đã chọn cách nói ra sự thật, chủ tịch có một di nguyện cuối cùng trước khi từ trần. Bà muốn sau khi mình mất đi, Jin Dong và Tae Jun vẫn sẽ ở lại khách sạn này gìn giữ sản nghiệp cả đời của hai vợ chồng bà. Cuối cùng cũng đến ngày khánh thành công trình mà khách sạn đã cố gắng xây dựng suốt thời gian qua, chủ tịch cùng Tae Jun bước lên cắt băng rôn trong tiếng hò reo chúc mừng của mọi người. Bà vô cùng cảm kích thời gian qua mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời kỳ khủng hoảng của khách sạn mới đi đến thành công ngày hôm nay. Vì vậy đã dùng 28% cổ phần đang nắm giữ toàn bộ phân phối lại cho nhân viên của mình, đồng thời thông báo bà sẽ rời khỏi họ một thời gian, nhưng chủ tịch không nói rõ bà đã đi đâu. Dong Jae cũng không nhận ra sự khác thường của mẹ, nhưng anh hứa với bà sẽ trở thành một đứa con trai khiến mẹ hãnh diện. Bởi vì mẹ nhất định phải sống với con đến trăm tuổi già, mẹ cũng rất muốn sống với con. Được nhìn con kết hôn và sinh cháu cho mẹ làm sao mà đành lòng đi được.
Bởi vì lời hứa với chủ tịch mà Jin Jong không thể cùng Hee Uk đi Mỹ, cô áy náy thốt lên câu xin lỗi với vẻ mặt vô cùng khó xử nhưng anh vẫn chấp nhận. Mặt khác, vì vụ án liên quan đến chủ tịch Kim mà anh phải nộp một khoản tiền phạt đồng thời bị ép xuất cảnh trong thời gian sớm nhất. Hee Uk trước khi lên đường ra sân bay vẫn chờ Jin Jong đến đón mình nhưng sợ đối diện với anh cô không nỡ từ biệt nên đã né tránh. Cuối cùng khi nhìn thấy email Hee Uk lúc trước gửi cho mình, cô mới cảm động trước tình cảm chân thành của anh. Jin Jong hôm nay anh đã đến gặp bố. Suốt đời anh đều tưởng mình hận ông ấy nhưng hôm nay khi gặp bố anh mới phát hiện đó là cảm giác nhớ nhung. Nếu bây giờ em ở cạnh anh thì tốt biết mấy, chúng ta sẽ không bị ai quấy rầy, chỉ cần 5 phút thôi anh cũng mãn nguyện. Anh vì em mà dám mưa với hy vọng em sẽ đem áo khoác trả lại cho anh nhưng cuối cùng em vẫn không liên lạc với anh. Anh muốn ở nhà thờ nói hết sự thật với em nhưng lại không có cơ hội, xin lỗi vì đã khiến em đau lòng. Anh bằng lòng từ bỏ hết tất cả, chỉ cầu xin em đừng bao giờ bỏ rơi anh. Jin Jong, anh thật lòng thương em. Cô đọc hết toàn bộ email thời gian qua Hee Uk luôn gửi cho mình đã vô cùng hối hận mà chạy đến sân bay tìm anh. Trong khi đó, Hee Uk vẫn luôn cố nán lại với hy vọng cô sẽ đến tạm biệt mình bởi vì lần này đi rồi không biết bao giờ anh có thể trở lại. Bất luận là anh sẽ trở về hay là em sẽ đến bên cạnh anh nhưng xin em hãy hứa chúng ta sẽ chờ ngày đoàn tụ. Thời gian đã không còn nữa nên Hee Uk đã bước qua cổng hải quan còn Jin Jong vẫn đến chậm một bước. Hôm đó Chủ tịch Kim đã đến thăm Chủ tịch Oh, người phụ nữ mà trước kia ông từng yêu rất nhiều. Bây giờ trong nhóm bạn đại học năm xưa chỉ còn mỗi Chủ tịch Kim nên bà hy vọng ông sẽ sống lâu một chút để chăm sóc cho cả Jong Jae và Jun Hee. Khi ông rời đi không bao lâu, Chủ tịch Oh đã chút hơi thở cuối cùng một cách nhẹ nhõm mà không còn bất kỳ vướng bận nào nữa. Sau đó Han Tae Jun đã trở thành chủ tịch của khách sạn Seoul, còn giám đốc Ngô lại trở thành tổng giám đốc. Bọn họ rất hòa thuận và không còn tranh cãi như trước kia nữa, giúp khách sạn được Hiệp hội Du lịch Thế giới công nhận là khách sạn tốt nhất châu Á. Jun Hee ở phương xa vẫn luôn gửi thư liên lạc với Tae Jun, hy vọng một ngày sẽ mặc chiếc áo mà anh tặng đoàn tụ cùng nhau. Còn Jin Jong vẫn luôn ở nơi này chờ đợi Hee Uk cho tới khi Tae Jun nói cho cô biết hôm nay có một vị khách đặc biệt cần Jin Jong đích thân đón tiếp. Người đó không ai khác chính là Hee Uk, anh thật sự đã quay trở lại nơi này như lời ước hẹn giữa hai người. Jin Jong hạnh phúc rơi nước mắt hỏi anh sẽ ở lại bao lâu? Mãi mãi. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Cuối cùng cả hai lại một lần nữa quay về bên nhau và lần này chắc chắn sẽ không có gì chia cắt tình yêu của họ nữa. Như vậy là bộ phim Người quản lý khách sạn đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới.